Thiên Đạo Đồ Thư Quán, Trương Huyền. Chương 1951, Thạch Diệp Vương đáng sợ 1. Ầm ầm. Tuy lực lượng của dị linh tộc này hung mãnh, nhưng Viên Châu cũng không yếu, tựa hồ muốn tránh thoát khống chế, mãnh liệt nhúc nhích, hai người lập tức chứng kiến phía trên hiện lên một đạo hào quang màu xanh đậm, thẳng tắp bắn vào bầu trời, sau đó nổ vang, bốn phía lôi điện mãnh liệt. Thật giống như lôi điện trên bầu trời bị viên cầu này khống chế vậy. Điều khiển lôi điện, chẳng lẽ đây là Lôi Nguyên Châu? Đồng tử co rụt lại, Phùng Huân nhịn không được truyền âm. Lôi Nguyên Châu? Trương Huyền nhíu mày. Xem hết thư tịch của danh sư học viện, biết rõ danh xưng của vô số bảo vật, được cho kiến thức rộng rãi, nhưng mà Lôi Nguyên Châu này lại chưa từng nghe qua. Là một loại pháp bảo lôi thuộc tính, giống như linh thạch ẩn chứa linh khí, chứa vô số lôi nguyên, một khi phóng thích, có lực lượng hủy thiên diệt địa, cực kỳ đáng sợ. Trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được, Phùng Huân nói tiếp. Thứ này chỉ có ở chỗ lôi điện tụ tập mới có thể ra đời, trình độ hy hữu có thể so với danh sư cửu tinh, thuộc về bảo vật trong truyền thuyết, làm sao sẽ xuất hiện ở đây. Chân quý như vậy. Trương Huyền líu lưỡi. Tuy chưa nghe nói qua Lôi Nguyên Châu này, nhưng mà trình độ quý hiếm của danh sư cửu tinh, hắn là biết rõ, toàn bộ đại lục cũng chưa hẳn có thể tìm ra mấy vị. Hy hữu như thế, không khỏi quá hiếm đi. Ẩn chứa lôi điện thì thôi, mấu chốt nhất là, có thể làm hạch tâm của trận pháp lôi thuộc tính. Phùng Huân nói tiếp, công hiệu tương tự trận bàn, nếu luyện hóa, chẳng khác nào nắm giữ đại trận, có thể phóng ra lực lượng kinh người. Chẳng lẽ lôi đình chi hải này là một đại trận? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trương Huyền biến sắc, nhất định là vậy, hơn nữa ít nhất đạt đến cấp 8, không ai khống chế, liền lợi hại như vậy. Một khi luyện hóa, triệt để khống chế. Coi như là chúng ta đều có thực lực như Ngô Sư, cũng không cách nào đối kháng. Khuôn mặt Phùng Huân trắng bệch. Cái này, thân thể Trương Huyền siết chặt. Theo lôi đình chi hải một đường đi tới, hắn biết rõ trận pháp này đáng sợ, nếu như không phải vu hồn, căn bản tiến vào cũng không được. Đây là tình huống không có bị người nắm trong tay, một khi bị người nắm giữ, lực lượng lôi đình cùng phương vị công kích không còn lỗ thủng. Chỉ sợ không người có thể ngăn, bị nhốt trong đó, ra cũng ra không được. Lúc trước lôi điện đột nhiên trở nên nhiều như vậy, nhất định là gia hỏa này muốn luyện hóa Lôi Nguyên Châu, dẫn phát trận pháp bạo động. Biết rõ thứ này đáng sợ, Trương Huyền hiểu được. Lôi Nguyên Châu có năng lực điều khiển trận pháp lôi điện, gia hỏa này dùng chân khí đụng vào, lúc này mới dẫn đến lôi đình chi hải trở nên táo bạo, thiếu chút nữa hại chết mọi người. Chỉ đụng vào liền đáng sợ như vậy, thật điều khiển. Có thể nói khó có thể tưởng tượng. Khuôn mặt khó coi, trong lòng lặng lẽ câu thông Tử Diệp Vương ở trong Thiên Nghĩ Phong Xào, rất nhanh đã nhận được đáp án rõ ràng, dị linh tộc trước mắt kia, hoàn toàn chính xác chính là Thạch Diệp Vương. Khó trách ngay cả bảo vật lợi hại như Lôi Nguyên Châu, cũng dám đụng vào, muốn luyện hóa. Nhất định phải ngăn cản, nếu không, còn nghĩ đối phó, sẽ càng khó khăn. Phùng Huân siết chặt nắm đấm. Tình huống Thạch Diệp Vương lôi cùng Ngô Sư đối chiến. Hắn nhìn ở trong mắt, thực lực rất mạnh, coi như là thời điểm cao nhất cũng không phải đối thủ, một khi lại để cho hắn luyện hóa Lôi Nguyên Châu thì càng chống chọi không được. Đến lúc đó, gặp nhau lần nữa, mọi người có thể sẽ chết ở chỗ này. Đúng vậy, hắn còn không có thành công, suy nghĩ biện pháp có lẽ còn kịp. Biết rõ lo lắng của hắn, Trương Huyền truyền âm. Ân, thần sắc của Phùng Huân ngưng trọng, đang muốn nói chuyện, liền chứng kiến Lôi Nguyên Châu lần nữa chuyển một cái. Tản mát ra hào quang ôn nhuận, Thạch Diệp Vương ở cách đó không xa nhãn tình sáng lên, duỗi ra bàn tay, mãnh liệt chảo một cái. Phần phật, viên cầu tản ra ánh sáng màu lam, chậm rãi bay tới hắn. Không còn kịp rồi, mau ra tay. Thấy một màn như vậy, Phùng Huân cũng nhìn không được nữa, cổ tay khẽ đảo, một thanh trường kiếm xuất hiện ở lòng bàn tay, cả người hóa thành một đạo kiếm quang thẳng tắp đâm tới hậu tâm của Thạch Diệp Vương. Nhìn tình huống. Lôi Nguyên Châu đã bị luyện hóa không sai biệt lắm, một khi rơi vào lòng bàn tay, chẳng khác nào đối phương nắm giữ lực lượng lôi điện vô tận, sẽ vô lực hồi thiên. Không vội, không nghĩ tới đối phương còn không có cùng mình thương nghị chiến lược, liền vọt tới, Trương Huyền sốt ruột hô một tiếng, cũng theo chặt tới. Đối phương luyện hóa Lôi Nguyên Châu, tuy đáng sợ, nhưng mà chỉ cần cẩn thận tìm kiếm, khẳng định còn có lỗ thủng làm theo, tiến hành lợi dụng, chưa hẳn không thể chiến thắng, mà bây giờ trực tiếp tiến lên. Sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm. Ầm ầm. Phùng Huân không hổ là chiến sư Đường Thiên Phu trưởng, một kiếm đâm ra,
nhân kiếm hợp nhất, tựa như một viên sao băng phá không mà đến, coi như là cường giả thánh vực tứ trọng đỉnh phong gặp gỡ, cũng muốn tạm lánh phong mang, không dám chính diện ngăn cản. Hả, rõ ràng còn không chết. Thạch Diệp Vương đang luyện hóa Lôi Nguyên Châu, cảm nhận được sát khí nồng đậm, chợt xoay người, thấy rõ là Phùng Huân, không khỏi nhướng mày. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Xuống đây cho ta. Nói xong cũng không tránh né, một bàn tay tiếp tục luyện hóa Lôi Nguyên Châu, tay còn lại bổ về phía trước. Chương 1952, Thạch Diệp Vương đáng sợ 2. Ầm ầm. Sóng khí hùng hậu quét sạch tới, cùng kiếm quang của Phùng Huân đụng một cái, người sau giống như thiết chùy đụng phải bát sứ, từng khúc vỡ vụn. Bành. Lực lượng còn lại đánh vào ngực Phùng Huân, để cho hắn bay ra ngoài, nặng nề ngã trên mặt đất, một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra. Thực lực chênh lệch thật sự quá lớn, chỉ một chiêu đã bị đánh bay. Thật mạnh. Đồng tử của Trương Huyền co rụt lại. Thập đại vương giả, hắn đã gặp 6 cái, hơn nữa hầu như đều chết ở trên tay hắn. Tuy đều là cường giả thánh vực tứ trọng, nhưng so sánh với vị trước mắt này, căn bản không có ở một cấp bậc. Khó trách thượng ngũ vương bài danh thứ tư, lại để cho tử dạ vương vừa nghe đến tên cũng không ngừng run rẩy, quả nhiên cường đại đáng sợ. Bất quá, cường thịnh trở lại cũng phải chiến đấu. Nắm băng vũ kiếm ở trong tay, ở giữa không trung xoay nửa vòng tròn, giống như Phùng Huân đâm tới. Chỉ là, hắn công kích không phải Thạch Diệp Vương, mà là Lôi Nguyên Châu. Hiện tại chủ yếu nhất là ngăn cản đối phương luyện hóa món bảo vật này, công kích đối phương, hoàn toàn có thời gian hóa giải, thừa dịp bất ngờ mà nói, có lẽ có thể thành công. Ô ô, một kiếm này, hắn dùng hết toàn lực, chân khí trong cơ thể giống như nước lũ, phối hợp lực lượng nhục thân cùng linh hồn, vạch phá không khí, phát ra thanh âm nức nở nghẹn ngào, tựa như muốn xé rách không gian. Đây là kiếm pháp công kích cường đại nhất của hắn, so với vừa rồi Phùng Huân công kích, cũng không chút nào yếu. Không biết sống chết. Nhìn ra mục đích của hắn, ánh mắt của Thạch Diệp Vương nheo lại, cũng không thấy có động tác dư thừa, duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng búng một cái. Bành! Chỉ cảm thấy hổ khẩu chấn động, băng vũ kiếm trong tay Trương Huyền rút cuộc cầm không được, bay ngược ra ngoài, chọc ở trên tường cách đó không xa, mà hắn thì giống như Phùng Huân, phun ra máu tươi, người đang ở giữa không trung cưỡng ép biến hướng, bàn tay vỗ mặt đất, thật vất vả mới ổn định thân hình. Trong mắt tràn đầy kinh hãi. Thực lực của người này so với trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ, hắn dùng hết toàn lực, không nghĩ tới ngay cả một ngón tay của đối phương cũng không ngăn trở được. Không có tiếp tục tới trước, vội vàng lật ra thư tịch trong đầu. Vừa rồi chiến đấu, bước đối phương thi triển ra võ kỹ, đã có giới thiệu. Thạch Diệp Vương, thanh niên thập đại vương giả, một trong thượng ngũ vương, tu vi thánh vực tứ trọng đỉnh phong, phòng ngự vô địch. Khuyết điểm, thứ nhất. Lúc vận chuyển công pháp, mi tâm chân khí chưa đủ, thứ hai, dưới nách mềm mại, lực lượng không cách nào. Rất nhanh xem thư tịch một lần, Trương Huyền chẳng những không có cao hứng, ngược lại khuôn mặt càng thêm khó coi. Thiên đạo thư viện hình thành thư tịch, hoàn toàn chính xác ghi chép ra khuyết điểm của đối phương, chỉ là mi tâm, dưới nách. Những địa phương này, đều là địa phương phòng ngự nghiêm mật nhất, hơn nữa còn nhất định phải cẩn thận mới có thể công kích. Hiện tại ngay cả trong phạm vi hai trượng xung quanh đối phương cũng không có đến, đã bị nhẹ nhõm đánh lui, biết rõ những thứ này cũng không có tác dụng. Ầm ầm. Đang quan sát, chợt nghe một tiếng nổ vang, cách đó không xa Thạch Diệp Vương lại vỗ xuống một trường. Trường ấn hùng hậu, bao trùm khoảng cách mấy chục thước, bao phủ hắn cùng Phùng Huân ở bên trong, còn chưa tới trước mặt, cảm giác áp bách cường đại khiến cho người cảm thấy hô hấp dồn dập, khó có thể chống chọi. Nguy rồi. Biết rõ chống chọi không được, bàn chân đạp mạnh, thi triển thiên đạo thân pháp, thẳng tắp bay ra phía ngoài. Bành! Còn không có bay ra phạm vi trưởng ấn, liền cảm thấy lực lượng khổng lồ xốc tới, hung hăng đánh vào trên lưng, lần nữa phun ra máu tươi, liên tục đụng sụp 7-8 vách tường, cái này mới ngừng lại được. Dùng rằng đứng lên, trong mắt Trương Huyền tràn đầy hoảng sợ. May mắn nhục thân vừa mới tiến bộ, nếu không lần này, không chết cũng bới một lớp da. Tuy hắn tu luyện phong thánh giải, gần đây lại tiến bộ rất lớn, nhưng mà so với thánh vực tứ trọng đỉnh phong chính thức, còn kém thật sự nhiều lắm, căn bản không có ở cùng một tầng thứ, hoàn toàn không thể so sánh. Phùng Huân đâu? Vội vàng nhìn lại, chỉ thấy Phùng Huân cũng chật vật nằm ở cách đó không xa, sắc mặt trắng bệch, máu tươi nhuộm hồng cả vạt áo trước ngực. Rất rõ ràng, thương thế còn muốn nặng hơn mình. Tuy thực lực của đối phương cao hơn mình,
nhưng bản lĩnh trốn chạy để khỏi chết rõ ràng không bằng, vừa rồi một trưởng kia, đại bộ phận đều bị đón đỡ, nếu không phải thân là chiến sư, nhục thân, chân khí, linh hồn vượt xa danh sư bình thường, chỉ sợ hiện tại đã chết rồi. Dù vậy, toàn thân như nhũn ra, cốt cách không biết đứt gãy mấy cây, muốn động cũng không có biện pháp nhúc nhích. Chết hết đi. Tiếp tục luyện hóa Lôi Nguyên Châu, Thạch Diệp Phương cười lạnh, tay còn lại lần nữa vỗ tới. Động tác của hắn bay bổng, nhìn không có lực lượng gì, nhưng mà Trương Huyền biết rõ, một khi bị đánh trúng, nhất định phải chết không thể nghi ngờ, sợ tới mức biến sắc, dưới chân chuyển một cái, mãnh liệt lao đến Phùng Huân. Đối phương cùng mình chung một chỗ tới, không có khả năng trơ mắt nhìn hắn chết ở trước mặt. Dầm ào ào. Tốc độ của thiên đạo thân pháp cực nhanh, thời gian nháy con mắt đi vào trước mặt Phùng Huân, bàn tay chảo một cái, đang muốn cấp tốc lui về phía sau, liền phát hiện dĩ nhiên không còn kịp rồi, trưởng ấn của Thạch Diệp Vương đã rơi xuống đỉnh đầu. Ngoan nhân! Trong lòng la hét, một cỗ sát lục chi khí tinh thuần nồng đậm trong nháy mắt vọt tới. Tuy đều là khí tức sát lục, đối với dị linh tộc ảnh hưởng không lớn, nhưng đột nhiên bị quấy nhiễu, cũng có thể lùi lại một chút. Quả nhiên, cảm nhận được thanh niên trước mắt, phóng ra sát lục chi khí cường đại như thế, vẻ mặt Thạch Diệp Vương khiếp sợ, lực lượng lòng bàn tay chậm một tia. Vù vù, thừa dịp khe hở này, hắn nắm lấy Phùng Huân, trốn ra phạm vi trưởng ấn công kích. Chương 1953, hắn là thiên nhận danh sư. 1. Oanh! Đại địa chấn động, vô số phòng xá sụp đổ, trước mắt xuất hiện một trưởng ấn thật lớn, Trương Huyền cực kỳ chật vật, một thân bụi đất. May mắn hắn phản ứng nhanh, để cho ngoan nhân công kích, nếu không, lần này, hai người đều sẽ biến thành bánh thịt, bị chụp chết ngay tại chỗ. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Phùng Huân nghiến răng, khuôn mặt không thể tin được. Hắn là chiến sư Đường Thiên Phu trưởng, đối mặt danh sư thánh vực tứ trọng bình thường, cũng có thể nhẹ nhõm giết chết, nhưng vị trước mắt này, thật giống như núi cao không thể dung chuyển. Không khỏi mạnh vượt qua dự đoán rồi. Chẳng lẽ lúc trước cùng Ngô sư chiến đấu, còn giữ thực lực? Không nên a. Không đúng, hắn nhất định là luyện hóa Lôi Nguyên Châu, mượn lực lượng của đại trận. Đồng tử co rút lại, trong mắt Phùng Huân tràn đầy hoảng sợ. Vốn tưởng rằng xuất thủ có thể ngăn cản, hiện tại xem ra, đã muộn. Tuy đối phương không có triệt để khống chế Lôi Nguyên Châu, nhưng nhìn bộ dạng, ít nhất cũng luyện hóa 70-80%, mượn nhờ thứ này cùng trận pháp, coi như là thánh vực ngũ trọng tới đây, cũng chưa hẳn có thể chống chọi, huống chi bọn hắn. Ngươi là người nào? Cũng khiếp sợ giống như hắn, Thạch Diệp Vương cũng cực kỳ hoảng sợ, mãnh liệt quay đầu, lạnh lùng nhìn chăm chú Trương Huyền. Vừa rồi sát lục chi khí kia, khủng bố đến cực điểm, so với hắn cũng không chút nào kém, trên người một tiểu tử nhân tộc đột nhiên tỏa ra, để cho hắn không thể tin được. Đi! Biết rõ Phùng Huân ở chỗ này, nói càng nhiều càng phiền toái, thấp giọng hô một tiếng, Trương Huyền lôi kéo hắn, tiếp tục hướng chạy ra ngoài. Gia hỏa trước mắt này, thực lực cường đại hơn đám người Tử Diệp Vương, Kim Diệp Vương nhiều lắm, bằng vào hai người bọn họ coi như muốn ngăn cản, cũng không thể thành công, trợ bị hắn giết, còn không bằng nhanh chóng rời đi. Còn muốn chạy, chạy thoát sao? Hừ lạnh một tiếng, Thạch Diệp Vương mở ra bàn tay, mãnh liệt chảo một cái. Dầm ào ào. Lôi Nguyên Châu triệt lơ lửng để rơi xuống lòng bàn tay của hắn, ngón tay nhẹ nhàng búng, một tiếng nổ vang, mấy đạo lôi điện từ phía trên không đánh xuống. Tạo thành một lồng giam, bao phủ hai người ở bên trong. Trốn không thoát. Chứng kiến bốn phía bị phong tỏa, một khi tiến lên, vô cùng có khả năng bị nổ thành cho tàn, trong lòng Trương Huyền lạnh xuống. Đối phương đã triệt để luyện hóa Lôi Nguyên Châu, nắm Lôi Đình Chi Hải đại trận trong tay, chỉ cần ở trong phạm vi trận pháp, liền không có khả năng đào thoát đối phương đuổi bắt. Trương Sư, chiến sư đường ta có một tuyệt chiêu, có thể để thực lực nhanh chóng bạo tăng gấp đôi. Ta đi tới chống đỡ hắn, ngươi thừa cơ đào tẩu. Quẩy người một cái, đứng dậy, Phùng Huân đứng ở trước mặt Trương Huyền, khoát tay áo. Bạo tăng gấp đôi, thi triển xong, ngươi còn có cơ hội đào tẩu sao? Nhướng mày, Trương Huyền nhìn qua. Loại tuyệt chiêu để cho lực lượng nhanh chóng bạo tăng này, bình thường đều là hao tổn căn cơ, hao tổn tu vi, một khi sử dụng, coi như có thể chém giết đối thủ, mình cũng sẽ sống không lâu. Không có trả lời câu hỏi của hắn. Phùng Huân nhẹ nhàng cười cười. Trương viện trưởng, học sinh của ngươi để cho chiến sư đường chúng ta cảm thấy nhục nhã, nói thật. Lần đầu tiên trông thấy, ta không thích ngươi. Luận võ chỉ là cớ, là muốn tìm cơ hội giáo huấn ngươi một trận mà thôi, chỉ tiếc, một mực không thành công.
Mặc dù chán ghét ngươi, nhưng lại biết, ngươi sống, so với ta tác dụng càng lớn, ngươi đối với nhân tộc có tác dụng càng lớn. Không muốn thừa nhận, lại không thừa nhận cũng không được. Ngẫm lại cũng cảm thấy có chút bi ai. Bất quá, cũng không có gì, nhân tộc cường thịnh, so với cá nhân quan trọng hơn. Vì vậy, một lát nữa, ta bổ ra lôi điện phong tỏa, ngươi thừa cơ đào tẩu, có thể chạy bao xa thì chạy. Nhất định phải còn sống. Trốn. Không nghĩ tới tên này, thời khắc mấu chốt có thể bài trừ ân oán cá nhân, một lòng vì nhân tộc, trong lòng Trương Huyền có chút cảm động, nhẹ gật đầu. Tốt. Bắt đầu đi. Thấy hắn đồng ý, Phùng Huân nhẹ nhàng thở ra, nhướng mày, đột nhiên khí tức trên người mãnh liệt tăng lên. Ầm ầm. Ngay thời điểm khí tức tích góp tới cực điểm, tính toán vận chuyển bí pháp, đột nhiên cảm thấy cái ót bị một đạo lực lượng mãnh liệt va chạm, choáng váng, thân thể trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất, ngất đi. Coi như thi triển bí pháp, chúng ta cũng trốn không thoát, ngượng ngùng. Nện ra hỏa này choáng váng, Trương Huyền bất đắc dĩ lắc đầu. Ý nghĩ của đối phương hoàn toàn chính xác không sai, cũng là biện pháp tốt nhất trước mắt, nhưng mà... với hắn mà nói, sẽ chỉ làm tất cả mọi người toàn quân bị diệt. Coi như ở dưới hắn ngăn trở, mình có thể đào tẩu, nhưng căn bản trốn không thoát phạm vi lôi đình chi hải, chỉ cần vẫn còn bên trong, vẫn sẽ bị chém giết. Hơn nữa, không giải quyết ra hỏa này, đám người Ngô sư cũng sẽ bị tìm ra, đồng dạng không tránh khỏi vận rủi. Vì vậy, hiện tại phương pháp tốt nhất, không phải đào tẩu, mà là đối kháng. Hai người đều truyền âm, Thạch Diệp Vương ở đối diện, cũng không hiểu rõ tình hình, nhưng chứng kiến bọn hắn tự giết lẫn nhau, vẫn nhịn không được sững sờ. Thạch Diệp Vương, đã lâu không gặp, vừa rồi ngươi không phải hỏi ta là ai sao? Hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, là ta. Đánh Phùng Huân choáng váng, ngẩng đầu nhìn vương giả dị linh tộc cách đó không xa, Trương Huyền cười cười, thân thể xoẹt xoẹt tương đương, xoẹt xoẹt tương đương. Rung động, ngọc bài trước ngực lóe lên hào quang, giống như giải trừ ngụy trang nào đó, cả người trở nên cao lớn, sát lục chi khí hùng hậu lan tràn ra, làm cho người ta có cảm giác mạnh mẽ như núi. Tử Diệp Vương. Thấy rõ dung mạo của đối phương, Thạch Diệp Vương sững sờ. Là ta. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Mấy đại vương giả khác đều bị chém giết, gia hỏa trước mắt này, gây chuyện không tốt dĩ nhiên cũng biết được, nhưng Tử Diệp Vương không chết, một mực lưu lại trong Thiên Nghĩ Phong Xào, lúc này ngụy trang hắn, thích hợp nhất. Chương 1954, hắn là thiên nhận danh sư. 2. Lại nói, đối với gia hỏa này cũng quen thuộc nhất, ngụy trang, rất khó khiến người ta phát hiện kẽ hở. Người cùng Thủy Diệp Vương đi chấp hành nhiệm vụ. Một mực không có tin tức truyền về, đến cùng xảy ra chuyện gì? Sắc mặt của Thạch Diệp Vương trầm xuống. Gia hỏa này cùng Thủy Diệp Vương đi độc điện tìm kiếm địa đồ, kết quả, linh hồn ngọc bài của Thủy Diệp Vương vỡ vụn, tuy gia hỏa này không có việc gì, nhưng không có tin tức, tất cả mọi người còn tưởng rằng đã chịu khổ độc thủ, không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện. Ngươi cũng thấy đấy, ta lặng lẽ ngụy trang dung mạo, lẫn vào trong nhân loại, vì lấy được tín nhiệm của bọn hắn, không dám tùy ý đưa tin. Trương Huyền nói, lẫn vào nhân loại, Thạch Diệp Vương nhíu mày, thần thức lan tràn, trong nháy mắt bao phủ Tử Diệp Vương. Nói thật, đối phương mất tích hơn nửa tháng, đột nhiên xuất hiện, thật sự khó mà tin được. Dò xét một phen, sát lục chân khí trong cơ thể đối phương tinh thuần, khí tức hùng hậu, không có vấn đề chút nào, nói cách khác, đứng ở trước mặt hắn, đúng là Tử Diệp Vương. Ân, ta đã được biết đến một đại bí mật của nhân loại, liên lụy thật lớn. Một khi tin tức xác định, vô cùng có khả năng để cho linh tộc người chúng ta bị diệt. Vì vậy, không kịp bẩm báo, liền ngụy trang lẫn vào nhân loại. Biết rõ đối phương lặng lẽ dò xét, Trương Huyền cũng không tránh né, mà nhíu mày, giảm thấp thanh âm xuống. Bị diệt. Thu hồi thần thức, Thạch Diệp Vương lắc đầu. Nói đùa gì vậy, năm đó khổng sư cường đại như thế, cũng chỉ ngăn tại chúng ta ở ngoài đại lục, tin tức gì có thể khiến chúng ta bị diệt. Khổng sư sáng lập chức nghiệp danh sư, nhất thống nhân tộc, cường đại tột đỉnh, khi đó, tuy dị linh tộc không cách nào chống chọi, nhưng cũng chỉ rời khỏi đại lục, bảo lưu lại hương khói, làm sao có thể một tin tức, lại để cho linh tộc bị diệt. Nói chuyện giật gân, nới đầu ta cũng không tin, nhưng mà, đây là sự thật. Khuôn mặt Trương Huyền thâm trầm. Hắn ngụy trang Tử Diệp Vương giống nữa, khẳng định cũng sẽ hoài nghi, vì để cho đối phương không thèm nghĩ chuyện này nữa. Biện pháp tốt nhất chính là chuyển di lực chú ý. Nói một sự tình để cho đối phương khiếp sợ, không rảnh hoài nghi. Sự thật, chuyện gì?
Thấy biểu lộ của hắn như thế, Thạch Diệp Vương nhìn lại. Nói thật, hiện tại hắn như trước không tin vị tử Diệp Vương trước mắt này, bất quá, cũng không ảnh hưởng hắn nghe đối phương nói tin tức. Ngươi có nghe nói qua Thiên Nhận Danh Sư không? Trương Huyền nhìn qua. Thiên Nhận Danh Sư. Sửng sốt một chút, đồng tử của Thạch Diệp Vương co rụt lại. Đương nhiên biết được, Khổng Sư chính là, loại danh sư này, có thể có được thiên địa nhận thức, là tồn tại vô địch chân chính, chẳng lẽ? Không sai, lần này vốn để cho ta chấp hành nhiệm vụ đi độc điện, kết quả, trong lúc vô tình để cho ta phát hiện một vị Thiên Nhận Danh Sư, lúc này mới không kịp bẩm báo, tạm thời cải biến kế hoạch, ngụy trang thành nhân loại, lẫn vào đám người. Trương Huyền gật đầu. Điều này sao có thể? Căn cứ tin tức chúng ta lấy được, Thiên Nhận Danh Sư từ trước tới nay chỉ có Khổng Sư đạt tới, sau đó không còn người có thể hoàn thành, coi như là thân truyền của hắn, Thất Thập Nhị Hiền cũng không được. Tin tức này, người từ đâu nghe được? Thân thể cứng ngắc, Thạch Diệp Vương không thể tin được. Thiên Nhận Danh Sư liên lụy quá lớn, nếu quả thật có một cái, đạt tới độ cao như Khổng Sư, chỉ sợ dị linh tộc bọn họ, gây chuyện không tốt thật sẽ toàn quân bị diệt. Không nói cái khác, năm đó bọn hắn chạy ra đại lục, nguyên khí tổn hao nhiều, nghỉ ngơi lấy lại sức mấy vạn năm, lúc này mới coi như triệt để khôi phục, lại muốn đến một vị. Thật sự là không có biện pháp chống chọi rồi. Trải qua mấy vạn năm phát triển, bọn hắn lần nữa khôi phục, nhưng nhân tộc có danh sư, cũng trở nên cường đại hơn thêm. Tin tức này tất cả đều là thật, hơn nữa, ta một mực đi theo sau lưng vị Thiên Nhận Danh Sư kia, cố ý dụ dỗ đến nơi này. Trương Huyền gật đầu. Dụ dỗ hắn. Sửng sốt một chút, Thạch Diệp Vương cúi đầu nhìn về phía Phùng Húc nằm trên mặt đất đã hôn mê. Ngươi chẳng lẽ nói hắn, chính là vị Thiên Nhận Danh Sư kia? Đúng vậy, đúng là hắn. Trương Huyền đáp một tiếng, ngôn từ chính nghĩa, âm vang hữu lực. Cái này. Nhăn mày lại, Thạch Diệp Vương tràn đầy hoài nghi. Gia hỏa trước mắt này, tuy có được năng lực vượt cấp chiến đấu, nhưng thoạt nhìn có chút lỗ mãng. Cùng Thiên Nhận Danh Sư trong truyền thuyết, không giống chút nào a. Như thế nào, không tin. Trương Huyền ngụy trang tử Diệp Vương cười nhạo một tiếng. Linh tộc chúng ta khẳng định cũng có phương pháp kiểm nghiệm Thiên Nhận Danh Sư, nếu như không tin, ngươi hoàn toàn có thể nghiệm chứng. Có là có. Thạch Diệp Vương nhíu mày. Chỉ là tương đối phiền toái. Phiền toái không coi vào đâu, mấu chốt chính là, một khi xác nhận hắn là Thiên Nhận Danh Sư, chỉ cần có thể nghĩ biện pháp. Để cho hắn quy thuận chúng ta, linh tộc chúng ta tất nhiên càng cường đại hơn, công huân của chúng ta, sẽ làm cho người ghé mắt, danh lưu sử sách, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trong thanh âm của Trương Huyền mang theo mùi vị mê hoặc. Cũng đúng. Thạch Diệp Vương nhẹ gật đầu, chần chừ một chút. Bất quá, muốn kiểm tra đo lường Thiên Nhận Danh Sư, cần Ngọc Diệp Vương xuất thủ, chỉ có hắn có năng lực như thế, chỉ cần hắn tới đây, thì có thể xác nhận vị này đến cùng phải Thiên Nhận Danh Sư hay không. Chương 1955, uống máu ăn thể 1. Ngọc Diệp Vương. Trương Huyền sững sờ. Đây chính là nhân vật cường hãn xếp hạng thứ 3 trong Thượng Ngũ Vương, không nghĩ tới cũng đến. Một Thạch Diệp Vương khiến cho bọn hắn thiếu chút nữa toàn quân bị diệt, lại đến một cái cường đại hơn, thật không biết ứng phó như thế nào. Bất quá, hiện tại thân phận của hắn là Tử Diệp Vương, không thể cự tuyệt, lại nói, nếu như biết rõ đối phương cũng tới, để hắn trốn ở sau lưng. Còn không bằng sớm nhìn thấy, cũng có thể nghĩ ra đối sách tốt hơn. Hắn đang ở phụ cận, hiện tại ta liền để hắn tới đây. Cổ tay khẽ đảo, lòng bàn tay của Thạch Diệp Vương xuất hiện một ngọc bài thông tin, tiện tay điểm một cái, truyền đưa tin tức ra ngoài, làm xong những thứ này, lần nữa nhìn lại, ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Nếu là Thiên Nhận Danh Sư, làm sao có thể sẽ đến nơi đây, hơn nữa bị ngươi phát hiện. Hiển nhiên, hắn đối vị trước mắt này còn có chút không yên lòng. Cũng khó trách, Tử Diệp Vương này biến mất hơn nửa tháng, đột nhiên xuất hiện, hơn nữa lúc trước còn ngụy trang thành nhân loại, động thủ với mình, không nghi ngờ là không có khả năng. Lại nói, Thiên Nhận Danh Sư cực kỳ thưa thớt, thật muốn xuất hiện, tất nhiên bị Danh Sư Đường nghiêm khắc bảo hộ, không cho phép để lộ tin tức, làm sao sẽ để cho hắn đơn giản phát hiện, hơn nữa còn lừa gạt đến nơi này. Nhắc tới cũng trùng hợp, vị Thiên Nhận Danh Sư này cũng không phải xuất hiện ở thánh nhân quý tộc. Càng không phải ở tổng bộ Danh Sư Đường, mà xuất hiện ở một tiểu vương quốc bất nhập lưu, từng bước một đi tới. Sắc mặt Trương Huyền không thay đổi, nhẹ nhàng cười cười, nói. Vì phòng ngừa người khác phát hiện, xuất hiện phiền toái không cần thiết, hắn vẫn giấu kín thân phận của mình. Nói cách khác,
Tổng bộ danh sư đường, cũng không biết người này xuất hiện. Sở dĩ ta phát hiện, cũng là cơ duyên xảo hợp, thời điểm ở Tĩnh Viễn Thành dò xét tin tức độc điện, vừa vặn phát hiện hắn được trời xanh nhận thức, lúc này mới bởi vậy xác định. Ngươi nói là, hắn ở thời điểm đạt được thiên địa nhận thức, bị ngươi thấy. Thạch Diệp Vương cả kinh, không thể tin được. Không sai. Trương Huyền gật đầu. Cái kia, là loại cảnh tượng gì? Thạch Diệp Vương hiếu kỳ. Rất đơn giản, thiên địa hàng lâm một loại khí thức đặc thù quay chung quanh, chỉ cần là danh sư, sẽ cảm thấy áp lực dày đặc, kìm lòng không được thừa nhận thân phận cùng địa vị của hắn. Mặt khác danh sư đường sẽ có vạn chuông trỗi lên, xuất hiện rất nhiều dị tượng kỳ quái. Trương Huyền cười cười. Thiên nhận danh sư, với hắn mà nói, đã trải qua ba lượt, cụ thể sẽ xuất hiện cái gì, nhìn thấy tận mắt, thuận miệng nói ra. Xem ra thật sự là thiên nhận danh sư. Nghe xong giới thiệu, Thạch Diệp Vương nhẹ gật đầu. Tuy hắn chưa từng gặp qua loại tình cảnh to lớn này, nhưng mà đã nghe qua các loại truyền thuyết, cũng xem qua thư tịch tương ứng, cùng Tử Diệp Vương nói không kém nhiều. Xem ra, vị nằm dưới đất này, coi như không phải thiên nhận danh sư, cũng sẽ có liên hệ cực kỳ lớn. Bắt một thiên nhận danh sư, giao cho hoàng thất mà nói, công lao to lớn, không thể hạn lượng. Ánh mắt lóe lên, trong lòng Thạch Diệp Vương suy tư. Tầm quan trọng của thiên nhận danh sư không thể nghi ngờ, một khi tin tức này là thật, toàn bộ linh tộc cũng sẽ khiếp sợ. Bằng vào cái này, hoàn toàn có thể cho trưởng lão hội lau mắt mà nhìn, coi như không cách nào thăng cấp hoàng tộc huyết mạch, nhưng đổi thành các loại công pháp cùng vật tư tu luyện, trợ giúp bản thân trở thành cường giả thánh vực cao nhất, vẫn có thể làm được. Bất quá, nếu công lao là của một người, đạt được những thứ này rất dễ dàng, nhưng là của đối phương A. Hắn bất quá hỗ trợ, hầu như không có công trạng gì. Dù sao, vị thiên nhận danh sư này, là Tử Diệp Vương lừa gạt, lại bắt tới đây. Thật sự không được, giết ra hỏa này, như vậy liền thần không biết quỷ không hay, dù sao hắn cũng mất tích lâu như vậy, ai biết có phản bội linh tộc hay không. Chỉ cần động tác nhanh, hủy thi diệt tích, có lẽ không ai hoài nghi. Ánh mắt lóe lên, lặng lẽ nhìn về phía Tử Diệp Vương cách đó không xa, tuy bọn hắn đều là thập đại vương giả, trên thực tế không có bất kỳ cảm xúc, trái lại, còn có quan hệ cạnh tranh rất lớn. Thanh Điền Hoàng, luôn lấy công lao phân phối vật tư, những năm này có nhiều còn hơn là bị thiếu, đã sớm mong các vương giả khác tử vong sạch. Nguyên nhân chính là như thế, nghe được tin tức vương giả khác bị giết, không có chút đồng tình cùng bi thương nào, cũng không ai đuổi theo điều tra hung thủ là ai, ngược lại còn âm thầm cao hứng. Gia hỏa này là ta mang đến, biết rõ hết thảy tin tức của hắn, hơn nữa trong khoảng thời gian này đã trở thành bằng hữu chân chính của ta. Nếu như ngươi giết ta, chẳng những không cách nào làm cho hắn quy thuận, gây chuyện không tốt còn sẽ hoàn toàn ngược lại. Nhìn ra sát ý trong mắt đối phương, Trương Huyền nhẹ nhàng cười cười. Quan hệ của thập đại vương giả, từ trong miệng Tử Diệp Vương đã biết, dị linh tộc bội bạc, loại công lao lớn như thiên nhận danh sư, đối phương rất hiển nhiên muốn nuốt một mình. Tử Diệp Vương nói chuyện gì vậy? Người này là người phát hiện, hơn nữa mang tới, công lao tự nhiên là của ngươi, ta làm sao sẽ xuất thủ với ngươi? Cười khan một tiếng, Thạch Diệp Vương giấu hung quang ở trong đáy mắt, bàn tay nắm chặt Lôi Nguyên Châu, tựa hồ tùy thời có thể động thủ. Chúng ta không cần ngụy trang, nếu như thực lực của ta mạnh mẽ, chắc chắn sẽ không cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy, càng sẽ không nói thân phận của hắn cho ngươi. Trương Huyền lắc đầu. Bất quá, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng động thủ, nếu không ra hỏa này chết, không cách nào xác nhận thân phận, coi như đưa về trong tộc, cũng là công dã tràng. Cái này... Nghe nói như thế, Thạch Diệp Vương dừng lại một chút, buông tay ra. Đúng vậy, yên tâm đi, ta sẽ không động thủ với ngươi. Gia hỏa này nói không sai, đối phương có phải thiên nhận danh sư hay không, không phải là bọn hắn định đoạt, cần nghiệm chứng, một khi người chết rồi. Không thể nào xác nhận, nói càng dễ nghe, cũng không có giá trị. Sẽ không xuất thủ với ta, ta không tin, trừ khi ngươi thề với linh thần. Trương Huyền lắc đầu. Thề. Thạch Diệp Vương nhíu mày. Đúng vậy, chỉ cần ngươi dám thề không xuất thủ với ta, thời điểm báo cáo công lao, ta sẽ nói là hai người chúng ta đồng thời phát hiện, đồng thời bắt. Trương Huyền nói. Chương 1956, uống máu ăn thể 2. A, Thạch Diệp Vương có chút kỳ quái. Loại công lao này tự nhiên là độc chiếm tốt nhất, nhiều người, liền chia nhiều A. Thực lực của ta, ở trong thập đại vương giả, không tính là cái gì. Vạn nhất có người ham muốn công lao, coi như muốn phản kháng, cũng phản kháng không được.
lại nói, công lao của thiên nhận danh sư, thật sự quá lớn, ta một người cũng hưởng thụ không hết, có người lẫn nhau chiếu ứng, sẽ an toàn hơn không ít. Cớ sao không làm? Trương Huyền gật đầu. Cái này, Thạch Diệp Vương trầm tư. Đối phương nói không sai, công lao bắt thiên nhận danh sư xác thực rất lớn, chỉ bằng vào thực lực của người này, muốn độc chiếm, nhất định là không cách nào làm được. Có thể lôi kéo bản thân, sẽ an toàn hơn không ít. Đương nhiên, mấu chốt nhất là, bằng vào thực lực của hắn, trong tộc xác nhận tin tức, cho ban thưởng, còn nghĩ biện pháp đối phó gia hỏa này, sẽ không dễ dàng nữa. Ta phải làm như thế nào, người mới có thể tin tưởng. Không ngừng bao lâu, Thạch Diệp Vương liền nghĩ rõ, nhìn lại. Rất đơn giản, ta chỗ này có rượu, ta và ngươi uống máu ăn thề, hướng linh thần thề, cam đoan ai cũng không thể tổn thương người nào, ta tự nhiên sẽ tin tưởng ngươi. Cổ tay khẽ đảo, một bình rượu ngon xuất hiện ở trong lòng bàn tay, Trương Huyền nhìn lại. Uống máu ăn thề. Thạch Diệp Vương chần chờ. Đúng vậy, ta khuyên ngươi mau chóng cân nhắc, một khi Ngọc Diệp Vương tới, biết thân phận của hắn, ta sợ. Hắn sẽ sinh ra sát tâm, đồng thời xuất thủ với chúng ta. Trương Huyền nói, tiền tài động nhân tâm, danh sư còn không thể ngoại lệ, huống chi dị linh tộc, không có chút nguyên tắc nào. Nếu như để Ngọc Diệp Vương biết ra hỏa trước mắt là thiên nhận danh sư, vô cùng có khả năng sẽ độc chiếm công lao, ra tay với hai người bọn họ. Mấu chốt nhất là, nếu ra hỏa này đào ngũ về phía đối phương, chỉ sợ bị cô lập chỉ có là mình. Tốt, ta đáp ứng. Ánh mắt lóe lên, Thạch Diệp Vương làm ra quyết định. Bản tính của thập đại vương giả, hắn biết rất rõ ràng, nhất là Ngọc Diệp Vương, tham lam hung tàn, thật có khả năng làm ra sự tình gà nhà bôi mặt đá nhau. Bằng vào thực lực của hắn, hai người bọn họ liên thủ, cũng chưa hẳn có thể chống chọi. Vậy thì bắt đầu đi. Thấy hắn đáp ứng, Trương Huyền cũng không nhiều lời, lấy ra máu tươi, nhỏ ở trong hồ lô, bàn tay run lên, ném tới. Tiện tay tiếp nhận. Thần thức của Thạch Diệp Vương lặng lẽ tiến nhập trong đó, nhìn rõ ràng thật là rượu ngon, không có xen lẫn bất kỳ vật gì, lúc này mới yên tâm lại, cắn nát ngón tay, nhỏ một giọt máu tươi tiến nhập trong đó. Uống đi. Uống máu xong, Trương Huyền khoát tay áo. Tốt. Thạch Diệp Vương giơ hồ lô lên, vừa định uống, chớp mắt, dừng lại một chút. Ngươi tới trước. Liếc nhìn đối phương, Trương Huyền biết rõ hắn lo lắng cái gì, lười để ý đến. Tiếp nhận hồ lô, trực tiếp uống hai ngụm lớn. Thấy hắn uống hết, tựa hồ không có bất cứ vấn đề gì, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, Thạch Diệp Vương cũng tiếp nhận uống vài ngụm, giơ lên bàn tay thề với trời. Ta Thạch Diệp Vương, thề với linh thần, nguyện ý cùng Tử Dạ Vương kết minh, từ nay về sau giúp đỡ nhau, vĩnh viễn là huynh đệ, không sinh nhị tâm. Ta Tử Diệp Vương, cũng thề với linh thần, nguyện ý cùng Thạch Diệp Vương kết minh. Thấy hắn phát ra lời thề, Trương Huyền theo sát phía sau. Dù sao hắn lấy tên Tử Diệp Vương thề, cùng hắn nửa xu quan hệ cũng không có. Ta và ngươi kết minh, một khi Ngọc Diệp Vương sinh ra tâm tư khác, mong có thể liên hợp chung một chỗ, nhất trí đối ngoại. Trương Huyền nhìn qua. Yên tâm đi. Thạch Diệp Vương nhẹ gật đầu. Thiên nhận danh sư thật sự quá hiếm, mà chỉ có Ngọc Diệp Vương có phương pháp kiểm tra đo lường, nếu không, chắc chắn sẽ không để tên kia tới đây. Chờ một lát. Một khi xác nhận là thật, người sau không có tâm tư khác thì thôi, thật sự có. Không ngại chém giết. Như vậy, chờ xác nhận vị này thật sự là thiên nhận danh sư, Ngọc Diệp Vương thật có tâm tư khác, người xem ánh mắt của ta làm việc. Trầm tư một lát, Thạch Diệp Vương nhìn qua. Uống máu ăn thề, lại hướng linh thần thề, đối với vị trước mắt này, tuy làm không được 100% tín nhiệm, nhưng càng có khuynh hướng hắn. Tốt. Trương Huyền nhẹ gật đầu nói. Một lát nữa. Xác nhận thân phận, ta tiến hành thăm dò hắn, nếu không nói cái gì thì thôi, nếu muốn giết người. Hy vọng Thạch Diệp Vương, có thể giải quyết dứt khoát, lập tức xuất thủ. Bây giờ chúng ta là châu chấu buộc ở trên một sợi dây thừng, vinh nhục cùng nhau. Ân, Thạch Diệp Vương nhẹ gật đầu, hai người đang muốn nói chuyện, chợt nghe không trung dồn dập nổ vang, một thân ảnh cao lớn bay tới. Thạch Diệp Vương, không biết ta có chính sự càng trọng yếu phải làm sao? Gấp gáp tìm ta như vậy làm gì? Dầm ào ào. Một dị linh tộc cường đại rơi ở trên mặt đất. Chương 1957, Ngọc Diệp Vương 1. Dị linh tộc này không cao, khí tức trên thân cũng không mãnh liệt, so sánh với Thạch Diệp Vương cách đó không xa, rõ ràng không bằng. Nhưng mà trong ánh mắt, lại cho người cảm giác lạnh lùng đến cực điểm, nhất là làn da, trong suốt như ngọc,
phun ra nuốt vào, hô hấp thật dài, nhìn qua đã biết rõ tu vi hùng hậu. Thiếu gia, hắn chính là Ngọc Diệp Vương. Tử Diệp Vương truyền âm tới, nghe ngữ khí tựa hồ có chút run rẩy. Hắn tu luyện Tàn Ngọc Công, không chỉ nhục thân mạnh mẽ, nguyên thần cũng cực kỳ đáng sợ, đã đạt đến nửa bước xuất khiếu cảnh. Nửa bước xuất khiếu. Trương Huyền sững sờ, lần nữa nhìn lại, quả nhiên phát hiện dị linh tộc trước mắt này, mi tâm lóng lánh, tựa hồ nguyên thần tùy thời có thể bước ra một bước cuối cùng, ngao du bầu trời. Thánh vực ngũ trọng xuất khiếu cảnh, là chỉ nguyên thần xuất khiếu, có thể tự do bay lượn, loại người này càng dễ dung nhập thiên địa, mượn nhờ lực lượng tự nhiên, phát huy ra sức chiến đấu càng mạnh hơn nữa. Xuất khiếu cảnh cùng nguyên thần cảnh là một giới điểm thật lớn, tựa như Trương Huyền bây giờ, có thể đánh lén, chém giết cường giả nguyên thần cảnh, nhưng mà gặp được xuất khiếu cảnh, có thể trốn bao xa thì trốn, căn bản không có cách nào chiến thắng. Coi như đột phá thánh vực cũng làm không được. Nửa bước xuất khiếu mặc dù không có đáng sợ như thế, nhưng cũng không phải công kích vật lý bình thường có thể chém giết được. Khó trách có thể khiến Tử Diệp Vương kiêng kỵ như vậy, loại thực lực này so với Thạch Diệp Vương càng thêm lợi hại. Tính sai, có lẽ nên báo tin tức Thanh Điền Thập Đại Vương giả cho Thanh Nguyên danh sư Đường phân bộ, để cho bọn hắn phái thêm một ít danh sư lợi hại tới. Trương Huyền có chút bất đắc dĩ. Lúc ấy liên tục giết chết vài vị vương giả, hơn nữa phòng ấn có danh sư Đường thủ hộ, cho rằng dị linh tộc không có khả năng tiến đến, liền không có quá mức để trong lòng. Hiện tại bên bọn hắn, danh sư thất tinh chỉ có Ngô sư, Mộc sư cùng với ba đại viện trưởng, đám người chiến sư Đường Phùng Huân cũng đạt tới thất tinh, bất quá thực lực chân chính cách nửa bước xuất khiếu, còn kém rất lớn. Có thể nói tổng thể thực lực bên bọn hắn, so sánh với thập đại vương giả. Căn bản không có ở cùng một cấp bậc. Sớm biết bị động như vậy, liền bẩm báo, để cho bên kia phái thêm một ít danh sư lợi hại hơn tới. Danh sư Đường của Thanh Nguyên đế quốc, mặc dù chỉ là phân bộ, nhưng mà danh sư đạt tới thánh vực tứ trọng đỉnh phong, có lẽ số lượng cũng không ít. Được rồi, nói cái gì cũng không có tác dụng. Cái ý nghĩ này chợt lóe qua ở trong đầu, liền không hề xoắn suýt. Dù sao xoắn suýt cũng không có tác dụng, lại nói, 10 cái đã bị cạo chết 6 cái, cố gắng một chút nữa, 4 cái còn lại có lẽ cũng không khó a. Gấp gáp gọi người tới như vậy, hoàn toàn chính xác có một việc, cần hỗ trợ. Thạch Diệp Vương tiến về phía trước một bước. Hả? Ngọc Diệp Vương nhìn qua. Là như vậy, vị nằm trên mặt đất này, nghe nói là tồn tại có thân phận cực kỳ cao quý trong nhân tộc, hy vọng có thể mượn nhờ ngươi, nghiệm minh chân thân. Chỉ Phùng Huân nằm trên mặt đất, Thạch Diệp Vương nói. Trước đó không nói thiên nhận danh sư, chờ đối phương nghiệm chứng, nếu như giống, liền không hoài nghi nữa. Nghiệm minh chân thân. Ngọc Diệp Vương nhìn sang. Nhìn quần áo hẳn là chiến sư, chẳng lẽ còn có thân phận khác? Mặt khác, Tử Diệp Vương, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Nói xong, nhìn chằm chằm Trương Huyền hỏi. Là như thế này. Trương Huyền biên lại một lần. Chỉ bất quá không có nói ra thiên nhận danh sư. Ngươi nói vì theo dõi nhân tộc có thân phận này, mai danh ẩn tích, ngụy trang nhân loại, cố ý dẫn đến nơi này. Ngọc Diệp Vương có chút kỳ quái, bất quá vẫn gật đầu. Tốt, ta xem một chút hắn đến cùng có thân phận gì, có thể khiến ngươi làm như vậy, nếu quả thật tôn quý, sẽ giúp ngươi xin công lao với Thanh Điền Hoàng. Nói xong cổ tay khẽ đảo, lấy ra một cái tế đàn, thứ này giống Trương Huyền từ trong tay Tử Diệp Vương lấy được. Toàn thân do đồng xanh đúc thành, thể tích càng lớn, phía trên điêu khắc rất nhiều phù văn kỳ quái, khiến người ta nhìn một cái, đã cảm thấy váng đầu hoa mắt, tựa hồ linh hồn bị cắn nuốt. Đây là Ngọc Thanh Tế đàn đặc thù của Ngọc Diệp Vương, trong thập đại vương giả, Thanh Điền Hoàng chỉ ban thưởng một mình hắn. Dùng tế đàn này tế tự linh thần mà nói, có thể nghiệm minh chân thân, phân biệt rõ thật giả. Tử Diệp Vương lặng lẽ truyền âm tới. Chỉ cho hắn. Trương Huyền kỳ quái. Vị trước mắt này không phải thực lực mạnh nhất trong thập đại vương giả cũng không phải cuối cùng, vì sao chỉ ban cho một mình hắn. Ngọc Diệp Vương ở Thanh Điền nhất mạch, có quyền hình pháp cùng thẩm vấn, trưởng quản hình đường. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Chịu trách nhiệm hình sự tự nhiên phải có năng lực phân biệt thật giả, nếu không lung tung thẩm phán, chỉ biết công kích, liền náo loạn. Nhìn lại tế đàn, trong lòng nhìn không được kỳ quái, thẩm phán phân biệt hẳn là một loại năng lực đặc thù, cùng thứ này có quan hệ gì. Nghi hoặc không có duy trì quá lâu, chỉ thấy thần sắc của Ngọc Diệp Vương ngưng trọng lấy ra một đống vật phẩm tế tự. Tế đàn phát ra hào quang sâu kín, thiêu đốt vật tế tự, một đạo hào quang trắng noãn bao phủ hắn cùng Phùng Huân ở bên trong. G
gặp phải ánh sáng bao phủ, Tử Diệp Vương không có đi ra, Ngọc Diệp Vương nhướng mày. Sắc mặt của Thạch Diệp Vương cũng khó coi, nhịn không được hô lên. Tử Diệp Vương, hiện tại đang nghiệm minh thân phận người này, người rời đi trước. Không cần, gia hỏa này là ta tự tay nắm bắt, muốn nhìn tận mắt. Trương Huyền lắc đầu. Nguyên lý kiểm nghiệm của đối phương, hắn không rõ ràng lắm, bất quá Phùng Huân khẳng định không phải thiên nhận danh sư, nếu như mình rời đi, khẳng định kiểm tra không ra cái gì. Bị bao phủ, có khả năng sẽ để lộ thân phận, nhưng hắn có tự tin ở trước lúc đối phương nhìn ra ngụy trang, để cho cái kia phát hiện thân phận thiên nhận danh sư. Chương 1958, Ngọc Diệp Vương 2. Đương nhiên, thiên nhận danh sư này, là muốn giá họa ở trên thân Phùng Huân. Tùy ngươi. Thấy hắn chết sống không ra, trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác, Thạch Diệp Vương còn tưởng rằng lo lắng an nguy của mình, nhịn không được lắc đầu. Tiếp tục. Ngọc Diệp Vương cũng không nhiều lời, tiếp tục ném vật phẩm. Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra, bàn chân nhẹ nhàng điểm ở sau lưng Phùng Huân, vận chuyển khí tức đặc thù của thiên nhận danh sư trong cơ thể, nhẹ nhàng đưa đến trong cơ thể người sau. Loại khí tức này, có thể làm cho danh sư đơn giản phân biệt ra thân phận, nhưng mà không vận chuyển mà nói, sẽ che giấu, khiến người ta không thể nào phát hiện. Đúng là có dựa vào này, mới cố ý nói Phùng Huân là thiên nhận danh sư, không có sợ hãi chút nào. O-O-N-G. Hào quang bao phủ hai người càng lúc càng nồng nặc, Trương Huyền cũng không nhìn thấy bất luận đặc thù gì, chỉ có Ngọc Diệp Vương kìm lòng không được nhăn mày. Thân phận của người này quả nhiên bất thường. Nói xong, tiếp tục ném bảo vật vào tế đàn. Đồ vật phía trên, tự nhiên tiêu hao hầu như không còn. Thạch Diệp Vương cũng kìm lòng không được siết chặt nắm đấm. Trương Huyền đối với loại tế tự này không quá lý giải, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, tế tự cần có vật phẩm càng nhiều, nói rõ thân phận càng cao. Không biết đưa lên mấy lần, hào quang trên tế đàn cuối cùng chậm rãi ngừng lại, cho thấy bốn chữ to. Thiên địa nhận thức, quả nhiên là... Nhìn rõ ràng chữ ở phía trên, ánh mắt của Thạch Diệp Vương lập tức đỏ lên, hô hấp trở nên có chút dồn dập. Xem ra Tử Diệp Vương không nói dối, người kia đúng là thiên nhận danh sư giống như Khổng Sư. Chỉ cần nộp người này lên, có thể đoán được, địa vị cùng thân phận của hắn, đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thiên địa nhận thức, thiên nhận danh sư. Trong đôi mắt của Ngọc Diệp Vương cũng lộ ra lửa nóng. Thân là Thượng Ngũ Vương. Tự nhiên biết rõ bốn chữ này đại biểu cái gì. Khó trách hai người này gấp gáp tìm ta như vậy, nguyên lai bắt được một con cá lớn. Ngọc Diệp Vương siết chặt nắm đấm. Ngọc Diệp Vương, gia hỏa này là ta cùng Thạch Diệp Vương bắt được, nếu như đã nghiệm chứng xong, xác nhận thân phận. Ta hy vọng có thể đạt được phê chuẩn, để cho hai người chúng ta lập tức đưa về trong tộc. Thấy phương pháp của mình thành công, Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra, nói. Những lời này nói rất đơn giản. Trên thực tế mang theo mùi vị châm ngòi. Cố ý nói là hắn cùng Thạch Diệp Vương bắt lấy, lại xin rời đi, chẳng khác nào công lao không dính dáng gì tới Ngọc Diệp Vương. Cái này, nghe nói như thế, Thạch Diệp Vương lập tức hiểu được, biến sắc. Bọn hắn trở về trong tộc, là tất nhiên, nhưng không nên hiện tại nói ra, nếu không đối phương nhất định sẽ cảm thấy, muốn độc chiếm công lao. Quả nhiên, hắn còn chưa kịp giải thích, liền chứng kiến Ngọc Diệp Vương nhăn mày lại. Sắc mặt khó coi. Ngay sau đó khóe miệng giơ lên, lộ ra biểu lộ giống như cười mà không phải cười. Hoàng giả giao phó nhiệm vụ, còn chưa hoàn thành, rời đi như vậy, ta sợ sẽ rất phiền toái. Không phiền toái, dù sao gia hỏa này là hai người chúng ta bắt, cùng vương giả khác không có quan hệ, đến lúc đó thật muốn trừng phạt, hai người chúng ta nguyện ý gánh chịu. Trương Huyền gật đầu. Nghe nói như thế, Thạch Diệp Vương thiếu chút nữa thổ huyết ngất đi. Ngọc Diệp Vương vốn đã mất hứng, cùng lắm thì lừa gạt một cái, nói công lao là của mọi người. Hắn thì ngược lại, nói thẳng cùng vương giả khác không quan hệ. Rõ ràng không để đối phương vào mắt. Ngọc Diệp Vương, ý của hắn không phải cái này. Vội vàng nhảy lên, đang muốn giải thích, chỉ thấy sắc mặt của Ngọc Diệp Vương trầm như máu, sắp bạo tạc nổ tung. Ý của ngươi, cùng ta không quan hệ đúng không? Đương nhiên, ta cùng Thạch Diệp Vương đã thương nghị qua. Nếu như ngươi thức thời không nói gì thì thôi, thật muốn tìm phiền toái, muốn tham ô công lao của chúng ta, không ngại chém giết ngươi. Trương Huyền gật đầu, vẻ mặt không sao cả nhìn qua. Thân thể nhoáng một cái, Thạch Diệp Vương choáng váng. Con mẹ nó chứ, ta lúc nào đã từng nói qua lời này. Ta bảo ngươi thăm dò, không phải khiêu chiến.
Coi như trong nội tâm thực nghĩ như vậy, cũng phải sau lưng tiến hành mới được. Nói thẳng ra, đã mất đi tiên cơ, không phải muốn chết sao? Rất tốt, Ngọc Diệp Vương ta, rong ruổi nhiều năm như vậy, đã thật lâu không có bị uy hiếp như vậy rồi. Hàm răng cắn chặt, trong mắt Ngọc Diệp Vương hung quang lập lòe, lạnh lùng nhìn về phía hai người Thạch Diệp Vương, tràn đầy sát cơ. Ngọc Diệp Vương, không phải như ngươi nghĩ, bắt thiên nhận danh sư này. Âm thầm mắng một tiếng, đồng đội heo Thạch Diệp Vương vội vàng giải thích, đang muốn để cho quan hệ không muốn khẩn trương như vậy, chợt nghe người nằm cách đó không xa hừ một tiếng. Phùng Huân nằm trên mặt đất phuốt phuốt đầu, tựa hồ tính toán đứng lên. Làm sao vậy, cái gì thiên nhận danh sư? Trong mơ hồ, Phùng Huân nghe được một từ ngữ, nhịn không được mở miệng. Chương 1959, tự giết lẫn nhau, 1. Hắn chỉ là bị Trương Huyền đánh xỉu, thân là chiến sư, chân khí hùng hậu, thể lực mạnh mẽ, không lâu sau liền khôi phục lại. Còn không có triệt để thanh tỉnh, trong mơ hồ đã nghe được bốn chữ thiên nhận danh sư, này, còn tưởng rằng đã về tới khu vực an toàn, chung quanh không còn nguy hiểm, nhịn không được hỏi ra. Tỉnh vừa vặn. Thấy hắn tỉnh lại, Thạch Diệp Vương nhẹ nhàng thở ra, đang muốn bắt lấy đối phương, từ trong miệng ép hỏi một ít tin tức hữu dụng, làm dịu cục diện trước mắt, chỉ thấy Tử Diệp Vương ở cách đó không xa đạp tới. Bành! Một cước rơi vào trên đầu Phùng Huân, gia hỏa này còn không có kịp phản ứng, thân thể co lại, lần nữa ngất đi. A! Thạch Diệp Vương đứng ở ngay tại chỗ. Ngươi không phải nói các ngươi quan hệ rất tốt sao? Như thế nào, giống như đạp một xúc vật vậy? Chém giết ta, chỉ bằng các ngươi. Không để ý tới Phùng Huân bị đạp choáng váng, Ngọc Diệp Vương lạnh lùng nhìn về phía Trương Huyền. Đúng vậy, chính là chúng ta. Xác nhận xong thân phận của hắn, người sống cũng không còn ý nghĩa. Không để ý tới hắn phẫn nộ, Trương Huyền khoát tay áo. Nếu sống, nhất định sẽ truyền tin tức ra ngoài, đoạt công lao của chúng ta, vì vậy, ta cùng Thạch Diệp Vương thương nghị qua. Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, uống máu ăn thề. Không để lộ tin tức này, cũng sẽ không cướp đoạt công lao của chúng ta, tạm tha ngươi một mạng. Rất tốt. Thấy gia hỏa này càng nói càng lợi hại, căn bản không có để mình ở trong mắt, sát cơ của Ngọc Diệp Vương càng lúc càng nồng nặc. Nếu muốn ta chết, ta để các ngươi chết trước. Ầm ầm. Nói xong, bàn tay khẽ đảo, công kích tới Thạch Diệp Vương. Ở hắn xem ra, Tử Diệp Vương không đáng giá nhắc tới, đáng sợ ngược lại là vị xếp thứ tư kia. Ngươi hãy nghe ta nói. Thấy đối phương đã triệt để tức giận, Thạch Diệp Vương vội vàng mở miệng, lời mới nói phân nửa, chợt nghe Tử Diệp Vương la lên. Lão Thạch, nhanh theo kế hoạch động thủ, nếu không, chúng ta đều chết ở chỗ này. Thạch Diệp Vương tức giận thiếu chút nữa phát điên rồi. Kế hoạch? Căn bản không có kế hoạch gì à? Vừa rồi ta chỉ nói là, nếu Ngọc Diệp Vương thật muốn ra tay với chúng ta sẽ suy tính sự tình phản kích, người ta cái gì cũng không có nói. Ngươi liên tục kích thích. Đổi lại ai cũng không chịu nổi a. Lại nói, lão Thạch, Thạch muội muội ngươi a, ta căn bản không họ Thạch có được hay không? Bất quá, cũng biết lúc này không phải thời điểm xoắn xuýt, một khi Ngọc Diệp Vương động thủ, nhất định là nổi lên sát tâm, không chống đỡ mà nói, chết nhất định là mình. Cắn chặt hàm răng, không nói thêm lời, lôi nguyên châu trong tay xoay chuyển, một đạo lôi điện vừa thô vừa to từ trên không rơi xuống. Ầm ầm. Va chạm với trường lực của Ngọc Diệp Vương, song song biến mất ở trên không trung, cả phủ đệ chấn động, sụp xuống một mảng lớn. Khó trách dám khiêu khích ta, nguyên lai luyện hóa được lôi nguyên châu, khống chế lôi đình đại trận này. Bất quá, như vậy liền muốn giết ta, nằm mơ. Thấy công kích của mình, bị lôi điện của đối phương chém nát, Ngọc Diệp Vương ở trong tiếng gầm gừ, lòng bàn tay xuất hiện một thanh trường đao, rầm ào ào một cái, xé rách không khí rơi xuống. Một đao vung vẩy, thiên địa như bị xé mở, vừa rồi tia chớp liên tục hạ xuống, giống như bị ngăn cách ở bên ngoài, dù uy lực cường đại, nhưng trong thời gian ngắn không cách nào tiến nhập. Dù Thạch Diệp Vương luyện hóa lôi nguyên châu, lại chỉ nắm một phần lực lượng của lôi đình Hải Dương, chế ngự ở thực lực, không cách nào triển khai ra uy lực mạnh nhất, đối phó thực lực nhỏ yếu, nhẹ nhàng như thường, nhưng đối mặt Ngọc Diệp Vương, cũng có chút lực bất tòng tâm rồi. Lúc trước ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá, hiện tại ai thắng ai thua còn không nhất định. Thấy đối phương đánh xuống, lôi điện đều bị chặt đứt, Thạch Diệp Vương lần nữa tế ra lôi nguyên châu trong tay. Dầm ào ào. Lôi điện trở nên càng thêm đáng sợ, điên cuồng trùng kích đao mang, thời gian nháy con mắt, liền đánh tan nó,
lần nữa đi tới trên đỉnh đầu của người sau. Ngọc Diệp Vương cũng không tránh né, thân thể khẽ động, chỗ mi tâm có một cái bóng hư ảo xuất hiện. Đạt tới nửa bước xuất khiếu, tuy nguyên thần không cách nào thoát ly nhục thân, cũng đã có thể nhảy ra nguyên thần huyệt, hình thành pháp tướng, thực lực được tăng phúc thật lớn. Quả nhiên, cái bóng hư ảo vừa xuất hiện, không gian chung quanh như biến thành lồng giam, lôi điện điên cuồng công kích không vào, như bị phong tỏa. Chết đi cho ta. Làm xong những thứ này, Ngọc Diệp Vương nhướng mày, trường đao trong tay chém xuống. Biết rõ không còn lôi đình đại trận gia trì, thực lực so với đối phương có chênh lệch nhất định, vẻ mặt của Thạch Diệp Vương tràn đầy sốt ruột, tay trưởng còn lại lấy ra một thanh trường thương ngăn cản, đồng thời hô lên. Hắn lợi dụng nguyên thần phong tỏa không gian, chỉ có thể duy trì mấy tức, hơn nữa đối với nguyên thần tổn thương thật lớn, mau ra tay. Một mình hắn đối kháng Ngọc Diệp Vương, hoàn toàn chính xác có chút khó có thể làm được, nhưng nếu như Tử Diệp Vương xuất thủ, hai bên giáp công, có thể để cho đối phương khó có thể tự lo. Nguyên thần phong tỏa không gian, tuy rất lợi hại, nhưng cũng tiêu hao rất lớn, nhất là khi bốn phía đều có lôi đình, coi như thực lực của đối phương hung mãnh, khẳng định cũng kiên trì không được bao lâu. Miễn cưỡng ngăn trở đao mang của đối phương, thấy Tử Diệp Vương còn không có xuất thủ, nhịn không được quay đầu nhìn sang. Nhìn qua, thiếu chút nữa thổ huyết ngay tại chỗ. Chỉ thấy gia hỏa này đang ôm cánh tay ở một bên quan sát, không có ý tứ trợ giúp chút nào. Đáng giận, trúng kế của gia hỏa này rồi. Đồng tử co rụt lại, trong lòng hiểu được. Chương 1960, tự giết lẫn nhau 2. Ngay từ đầu chỉ sợ đối phương đã không có ý định hợp tác với hắn, mà là cố ý che giấu bản thân, dẫn tới mình và Ngọc Diệp Vương tự giết lẫn nhau. Lời thề vừa rồi, chỉ là không thể xuất thủ với đối phương, nếu như Ngọc Diệp Vương giết mình, cũng không tính không tuân theo quy định. Hơn nữa, hai người bọn họ, mặc kệ người nào chết, người sống, vì cam đoan vị thiên nhận danh sư kia bị khống chế tốt hơn, cũng không dám giết hắn. Nói cách khác, vô luận bọn hắn ai thắng ai thua, lợi đều là gia hỏa này. Tâm cơ thật đáng sợ. Không được, không thể để cho gia hỏa này thực hiện được. Rõ những thứ này, Thạch Diệp Vương cắn răng, ngăn trở đối phương luân phiên công kích, vội vàng truyền âm qua. Ngọc Diệp Vương, đừng trúng kế châm ngòi ly gián của gia hỏa này, hắn là để cho chúng ta tự giết lẫn nhau. Tự giết lẫn nhau. Đúng vậy, công lao của thiên nhận danh sư rất lớn, hoàn toàn có thể nói, là ba người chúng ta cùng chung phát hiện, không cần phải bởi vì chút việc nhỏ này, mà tổn thương hòa khí. Thấy hắn công kích có chút dịu lại, Thạch Diệp Vương nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói. Ân. Chần chừ một chút, Ngọc Diệp Vương đang muốn nói chuyện, đột nhiên cảm thấy hậu tâm mát lạnh, một đạo kiếm quang chẳng biết lúc nào từ phía sau đâm tới. Tia sáng này đối diện chính xác một lỗ thủng trên thân thể của hắn, khiến người ta khó có thể phòng bị. Vù vù, vội vàng lóe lên, tránh thoát công kích, dù vậy, phía sau lưng cũng bị thương, máu tươi chảy đầm đìa. Xoay đầu lại, liền chứng kiến Tử Diệp Vương đang cầm bảo kiếm, sau khi đâm trúng mình, liền chạy trốn ra ngoài mấy chục thước, trong mắt tràn đầy hưng phấn, đồng thời lớn tiếng la lên. Thạch Diệp Vương, ngươi nói quả nhiên không sai, mệnh môn của hắn ngay ở chỗ này. Đáng giận. Da đầu của Ngọc Diệp Vương nổ tung. Còn tưởng rằng Thạch Diệp Vương nói với hắn là lời nói thật, không nghĩ tới chỉ vì hấp dẫn bản thân chú ý, để cho người sau đánh lén, tức giận gào thét lần nữa, một chưởng đánh tới Trương Huyền, cùng thời khắc đó đại đao lần nữa chém về phía Thạch Diệp Vương. Ta không nghĩ tới đối phương vừa mới tin tưởng bản thân, Tử Diệp Vương sẽ tới một chiêu như vậy, Thạch Diệp Vương phát điên. Gặp qua không biết xấu hổ, nhưng chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Người dẫn ra tai họa, để cho ta tới gánh trách nhiệm. Không nên chơi người như vậy à. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tử Diệp Vương đã chạy ra phạm vi công kích của đối phương, lần nữa hai tay ôm ngực, bộ dáng xem náo nhiệt. Tức giận sắp thổ huyết, Thạch Diệp Vương biết rõ tiếp tục giải thích cũng không có tác dụng, Ngọc Diệp Vương đã không tin mình, đành phải nghiến răng tới đối chiến. Oanh oanh oanh. Tuy thực lực của Ngọc Diệp Vương mạnh hơn Thạch Diệp Vương, nhưng người sau phòng ngự vô địch. Hơn nữa luyện hóa lôi nguyên châu, khống chế lôi đình đại trận, hắn lại bị đánh lén trọng thương, muốn chiến thắng, không dễ dàng như vậy. Cả hai đánh khó phân thắng bại, toàn bộ cổ thành ở dưới công kích cuồng bạo, liên tục sụp xuống, biến thành từng mảnh phế tích. Lợi hại! Chứng kiến tình cảnh hai người giao chiến, Trương Huyền duỗi ra ngón cái, tràn đầy tán thưởng. Không hổ là thượng ngũ vương trong thập đại vương giả, từng cái đều cường đại đến đáng sợ. Sức chiến đấu của hắn bây giờ,
chiến đấu với thánh vực nhị trọng đỉnh phong, có thể đơn giản chém giết, nhưng gặp được người mạnh như thế, có thể chạy bao xa thì chạy. Đừng nói chiến đấu, coi như ảnh hưởng của chiến đấu, cũng chống chọi không được. Kèm theo thời gian chuyển rời, chiến đấu càng ngày càng hung mãnh. Dựa theo đạo lý, Thạch Diệp Vương phòng ngự cường đại, lại nắm giữ lôi đình đại trận, đối phương có lẽ chống chọi không được mới phải, nhưng kết quả là song phương đánh cho khó phân thắng bại, chẳng phân biệt được cao thấp. Bất quá, Thạch Diệp Vương dù sao nắm trận pháp trong tay, ở trong trận pháp, có thể triển khai lực lượng cũng càng cường đại hơn, Ngọc Diệp Vương bị thương càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nặng, rõ ràng có chút chống đỡ hết nổi. Đáng giận, ta đồng quy vu tận với các ngươi. Biết rõ tiếp tục nữa, tất nhiên sẽ bị đối phương chém giết, gào rú một tiếng, lực lượng trong cơ thể Ngọc Diệp Vương bành trướng, hư ảnh sau lưng đột nhiên biến lớn, như xé rách không cùng xiềng xích nào đó, nhảy ra ngoài. Nguyên thần xuất khiếu. Đồng tử của Trương Huyền co rụt lại. Loại tình huống này, hắn ở trên thân Thủy Diệp Vương nhìn thấy qua. Gia hỏa này bị bản thân giết chết, dưới sự phẫn nộ, sử dụng bí pháp, nguyên thần xuất khiếu tiến hành công kích mình. Chỉ tiếc không có thành công mà thôi. Ngọc Diệp Vương bị thương càng ngày càng nặng, tựa hồ biết rõ sớm muộn gì cũng sẽ bị giết, vì vậy vận dụng bí pháp đặc thù, nguyên thần ly thể. Như vậy sau đó, coi như không chết, cũng trọng thương rất cấp, nhưng mà đối thủ giao chiến với hắn, nhất định sẽ bị chém giết. Nguyên thần cường đại, một khi Thạch Diệp Vương bị giết, ta khẳng định cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Trước tìm một chỗ ẩn giấu lại nói. Biết rõ gia hỏa này thi triển ra tuyệt chiêu, nhất định là nắm quyết tâm hẳn phải chết, Trương Huyền nhíu mày. Hắn chính là tọa sơn quan hổ đấu, vạn nhất bị gia hỏa này trước khi chết cắn lên một cái liền nguy rồi. Đang định ẩn núp đi, tránh né chiến đấu, chỉ thấy một bóng người lảo đảo đứng lên. Một bên đứng dậy, một bên lắc đầu. Đúng là Phùng Huân, thể chất của gia hỏa này quá mạnh mẽ, hôn mê một lát, lại có thể tỉnh lại. Xảy ra chuyện gì, ta đang ở đâu? Nói thầm một tiếng, vừa mở mắt, chỉ thấy một cục gạch thẳng tắp rơi xuống, hung hăng nện ở trên đầu. Lạch cạch, mí mắt khẽ đảo, Phùng Huân lần nữa ngất đi, vẻ mặt u oán. Chương 1961, tiếp tục lừa dối 1. Cảnh tượng trước mắt, không tiện để gia hỏa này chứng kiến, nếu không, vì sao mình có thể ngụy trang thành dị linh tộc, vì sao lại để cho Thạch Diệp Vương, Ngọc Diệp Vương tự giết lẫn nhau. Giải thích quá nhiều, hơn nữa sớm nói ra mà nói, phiền toái càng nhiều. Vì vậy, phương pháp giải quyết nhanh nhất là đánh ngất xỉu. Cũng không giải thích, tốc độ cũng nhanh, đơn giản hữu hiệu, già trẻ không gạt. Còn cục gạch, khắp nơi đều có, thuận tay cầm lên nha. Cúi đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy Phùng Huân nằm trên mặt đất, đùi không ngừng run rẩy. Tựa hồ trước khi choáng váng không thể tin được, hắn đường đường chiến sư Đường Thiên Phu trưởng, liên tiếp bị người đánh ngất xỉu, lần sau đơn giản hơn lần trước, càng sau càng khuất nhục. Không hề tiếp tục để ý tới, Trương Huyền ngẩng đầu nhìn hai người đang chiến đấu ở trên không trung, lông mi nhịn không được nhảy dựng. Chỉ thấy Ngọc Diệp Vương nguyên thần xuất khiếu, thực lực tăng nhiều, Thạch Diệp Vương nguyên bản chiếm được thượng phong, giờ phút này bị đánh bộ mặt hoàn toàn thay đổi, coi như nhục thân có phòng ngự vô địch. Cũng xuất hiện vài miệng vết thương, cánh tay bị chém đứt, lôi nguyên châu rơi trên mặt đất, máu tươi ồ ồ chảy ra, khuôn mặt trắng bệch. Xem ra hắn đã phát hiện, người sau không có lôi đình hải dương đại trận, căn bản không phải đối thủ, hình thành nguyên thần, khống chế đầu mối then chốt lôi nguyên châu chém dụng, như vậy trải qua, không còn lôi hải gia trì, cũng chỉ có thể bị động chịu đòn. Mọi người cùng nhau chết. Bản thân bị trọng thương, biết rõ rút cuộc không cách nào chống chọi, gầm lên giận dữ. Thạch Diệp Vương cũng vận dụng bí pháp, để cho nguyên thần nhảy ra ngoài. Bất quá, thực lực của hắn không bằng Ngọc Diệp Vương, người sau nguyên thần ly thể, chỉ cần trong thời gian ngắn tìm được thân thể thích hợp, còn có thể sống sót, mà hắn đoán chừng chỉ có một con đường chết. Oanh long long, hai nguyên thần chiến đấu càng ngày càng mãnh liệt, lực lượng cũng càng ngày càng mạnh, không gian bốn phía bị phong tỏa, Trương Huyền liếc nhìn chung quanh, bất đắc dĩ lắc đầu. Loại tình huống này, nhất định là trốn không thoát. Giấu ở Thiên Nghĩ Phong xào mà nói, tổ ong không cách nào ẩn nấp, cũng sẽ bị tìm ra, đến lúc đó, bắt rùa trong hũ, càng thêm phiền toái. Nếu như Thạch Diệp Vương thắng, liền đơn giản, hắn uống rượu của ta, động thủ với ta, trực tiếp hạ độc chết là được, nếu Ngọc Diệp Vương thắng, liền phiền toái. Trương Huyền nhíu mày. Loại cấp độ chiến đấu này, coi như muốn nhúng tay cũng bất lực, thật muốn đi lên, nhất định sẽ bị chém giết ngay tại chỗ, chết cũng không biết chết như thế nào.
Thạch Diệp Vương chiến thắng còn may, căn cứ lúc trước xếp đặt thiết kế, có thể nắm giữ chủ động, Ngọc Diệp Vương thắng, làm hại đối phương thảm như vậy, gây chuyện không tốt thực sẽ mình giết. Lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Thạch Diệp Vương biến thành nguyên thần càng thêm bị động, liên tiếp bại lui, xem ra, thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Tính sai. Khóe miệng Trương Huyền co lại. Không hổ là cường giả xếp hạng thứ ba, coi như là Thạch Diệp Vương nắm giữ lôi đình đại trận, người cười cuối cùng rõ ràng vẫn là hắn. Nên làm cái gì bây giờ? Thấy đồng bọn không kiên trì nổi, Trương Huyền đang không biết như thế nào cho phải, đột nhiên ánh mắt di động, thấy được một thân ảnh. Ngọc Diệp Vương nguyên thần xuất khiếu, nhục thân ngay ở cách đó không xa, như vu hồn ly thể, không có nhúc nhích. Đúng rồi, hắn không phải thích nguyên thần xuất khiếu sao? Hắc hắc, cứ làm như thế. Nhẹ nhàng cười cười, đi tới trước mặt nhục thân của Ngọc Diệp Vương. Không thể không nói, tàn ngọc công của gia hỏa này hoàn toàn chính xác đáng sợ, thân thể trong suốt như ngọc, cực kỳ chắc chắn, tuy có chút thua kém Thạch Diệp Vương, nhưng cũng cực kỳ đáng sợ. Lấy ra băng vũ kiếm, dùng hết toàn lực chém một kiếm, phát hiện không cách nào chém hỏng, ngón tay của Trương Huyền chỉ lên. Ngay sau đó lắc đầu. Nhục thân của gia hỏa này giống như ngọc thạch, lấy thực lực của hắn bây giờ, chân khí quán thâu không vào, cũng không cách nào hình thành kịch độc. Chần chừ một chút, cổ tay khẽ đảo, một đống dung nham cực nóng xuất hiện ở trên không. Lúc trước thời điểm thông qua dung nham, không chỉ rèn luyện linh hồn, còn lặng lẽ ẩn giấu một ít ở trong không gian giới chỉ, thứ này cực nóng, vốn nghĩ rằng về sau luyện khí khả năng có tác dụng thật lớn, lúc này vừa vặn có công dụng. Bàn tay run lên, ném tới thân hình của đối phương. Xì 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 xì. Dung nham tiếp xúc thân thể của đối phương, lập tức phát ra tiếng hủ thực cực lớn, nhục thân mà băng vũ kiếm cũng không thể chém ra, giống như băng hòa tan. Không tệ. Trương Huyền hài lòng gật đầu. Nói thật, những dung nham này, coi như đặt ở trong không gian giới chỉ, không được bao lâu sẽ làm lạnh, lúc này dùng tốt nhất. Dù nhục thân của Ngọc Diệp Vương cường đại, nhưng so với dung nham sâu 100 mét, còn kém rất nhiều. Ngươi, bên này đang thiêu cháy nhục thân của đối phương, Ngọc Diệp Vương như có cảm ứng, thấy một màn như vậy, thiếu chút nữa thổ huyết bỏ mình. Thân là cường giả nửa bước xuất khiếu cảnh, tuy dùng bí pháp cưỡng ép xuất khiếu, mang đến tổn thương thật lớn, nhưng chỉ cần nhục thân không tổn hại, coi như quay lại thực lực đại giảm, vẫn có thể bảo vệ tính mạng, nhưng bây giờ, nhục thân bị người đốt, này bằng với bị người phá hủy hang ổ, muốn trở về cũng không trở về được. Đáng giận, hàm răng cắn sắp vỡ nát, trong lúc hoảng hốt, bị Thạch Diệp Vương thừa cơ đánh lén mấy lần, nguyên thần thiếu chút nữa tán loạn. Trước giải quyết ngươi, lại giết chết gia hỏa này. Tức giận sắp nổi điên, Ngọc Diệp Vương biết không cạo chết gia hỏa kia, muốn tìm Tử Diệp Vương phiền toái, căn bản là làm không được, lần nữa gào thét xông tới. Oanh 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 oanh, thiên địa nổ vang, linh khí trong phạm vi hơn 10 dặm đều bị đảo loạn, không lâu sau, nguyên thần của Thạch Diệp Vương bị đánh tan. Nhục thân ngã trên mặt đất, triệt để đoạn tuyệt hô hấp. Chương 1962, tiếp tục lừa dối 2. Rời khỏi nhục thân, nguyên thần có thể sống, nhưng nhục thân hẳn phải chết. Một khi nguyên thần tán loạn, liền tương đương với hồn phi phách tán, thần tiên khó cứu được. Sở dĩ Thạch Diệp Vương có thể xếp hạng thứ tư trong thượng ngũ vương, là vì nhục thân mạnh mẽ, phòng ngự vô địch, nguyên thần liền hơi yếu chút, muốn liều mạng với Ngọc Diệp Vương, nhưng cuối cùng bị chém giết. Bất quá cục diện lúc đó, không dùng nguyên thần cũng không được, nhục thân bị nguyên thần của đối phương chặt đứt cánh tay, thương thế quá nặng, không sử dụng bí pháp xuất khiếu mà nói, cũng sẽ bị giết chết. Chỉ bất quá thời gian sớm hay muộn mà thôi. Đến phiên ngươi, chém giết Thạch Diệp Vương xong, Ngọc Diệp Vương nhớ tới nhục thân bị đốt thành cho bụi, tức giận sắp bạo tạc nổ tung, gào thét một tiếng, lao đến Trương Huyền. Ngươi giết ta, ta sẽ giết, vị thiên nhận danh sư này. Chỉ cần hắn còn sống, bằng vào vô số ban thưởng trong tộc, giúp người đoạt xá nhục thân, khôi phục thực lực cũng không khó. Trương Huyền vội vàng nắm Phùng Huân lên, ngăn cản ở trước mặt mình. Hiện tại chỉ hy vọng đối phương có thể sợ ném chuột vỡ mình. Hàm răng cắn khanh khách rung động, Ngọc Diệp Vương hận không thể lột ra ra hỏa này, nhưng đối phương nói không sai, nếu như thiên nhận danh sư kia thật chết rồi. Bọn hắn tranh đấu nửa ngày, đều thành không công lãng phí khí lực. Một chút chỗ tốt cũng không có. Ngươi cảm thấy ta còn sẽ tin tưởng ngươi. Thật vất vả dẹp loạn lửa giận, Ngọc Diệp Vương lạnh lùng nhìn qua, như nhìn một người chết. Nếu không phải gia hỏa này, hắn làm sao sẽ chiến đấu với Thạch Diệp Vương,
rơi xuống kết cục thê thảm như thế, dù sao từ giờ trở đi, gia hỏa này nói, hắn đều sẽ không tin tưởng, thậm chí. Dấu chấm câu cũng không tin. Người có tin hay không không sao, nhưng mà một khi gia hỏa này chết, người không được cái gì chính là sự thật. Nắm cổ Phùng Huân, Trương Huyền nhàn nhạt nhìn qua. Hắn chết ta sẽ không được cái gì, nhưng nhục thân của ta không còn, hiện tại cũng sống không được bao lâu, dù sao cũng chết, còn không bằng kéo người đệm lưng. Ngọc Diệp Vương quát. Nếu như hắn đạt đến thánh vực ngũ trọng xuất khiếu cảnh, nguyên thần tự động rời đi nhục thân, có lẽ còn có thể sống sót, nhưng dùng bí pháp nhảy ra, nguyên thần bị tổn thương thật lớn, không nhanh chóng tìm được thân thể đi vào, dùng không được bao lâu sẽ tử vong. Giống như thai nhi, 10 tháng hoài thai, tự động sinh ra là khỏe mạnh nhất, còn chưa tới thời gian, liền cưỡng ép mổ bụng, vô luận là lớn hay nhỏ, đều có tổn thương thật lớn. Nguyên thần cũng như thế. Nửa bước xuất khiếu cảnh, nguyên thần huyệt đã mở, như trước không cách nào ly thể, không phải là làm không được, mà là nguyên thần còn chưa đủ cường đại. Cưỡng ép nhảy ra, nhục thân bị hủy, không nhanh chóng tìm được thân thể bồi dưỡng, coi như nguyên thần không kém, cũng sẽ bị ăn mòn dần dần cho đến chết, điểm ấy có chút giống như vu hồn. Chỉ là thời gian vu hồn tồn tại ngắn hơn mà thôi. Đừng có gấp, ai nói ngươi không còn thân thể không thể sống. Đây không phải có nhục thân của Thạch Diệp Vương sao? Ngươi có thể tiến nhập trong cơ thể hắn a? Trương Huyền cười nói. Ngươi! Ánh mắt Ngọc Diệp Vương lạnh lùng như băng. Thạch Diệp Vương tu luyện công pháp không giống ta, ta cưỡng ép tiến nhập, coi như có thể kéo dài hơi tàn, cũng sẽ mỗi ngày bị tra tấn, khổ không thể tả. Cái này! Trương Huyền mở chừng hai mắt, nâng cằm. Như vậy có chút khó khăn rồi. Mặc dù đối với nguyên thần hiểu rõ không nhiều lắm, nhưng hắn nhận được vu hồn truyền thừa, biết rõ đối phương nói không sai. Tiến nhập trong cơ thể Thạch Diệp Vương, hoàn toàn chính xác có thể tạm thời sống sót, nhưng bởi vì thể chất bất đồng, công pháp bất đồng, thực lực tất nhiên hao tổn lớn, sống sót cũng là một loại dày vò. Đúng rồi. Dừng lại không lâu, Trương Huyền đột nhiên vỗ trán, như nhớ ra cái gì đó. Ta nhớ ra rồi, ta chuyên môn luyện chế khôi lỗi, công pháp chắc chắn sẽ không khắc chế ngươi, không bằng. Ngươi trước tiến vào đó tu dưỡng, chờ mang thiên nhận danh sư về trong tộc, nhận được ban thưởng, để nguyên thần của ngươi tăng cường. Có nhục thân hay không, cũng không coi vào đâu nữa rồi. Khôi lỗi. Ngọc Diệp Vương nhíu mày. Không sai. Trương Huyền nhẹ gật đầu, cổ tay khẽ đảo, một khôi lỗi dị linh tộc cao lớn xuất hiện ở trước mắt. Đúng là một cái từ trong địa cung mang ra, trải qua điều chỉnh kết cấu đã có được thực lực thánh vực tam trọng. Đây là nhục thân của tộc nhân bình thường luyện chế thành, hoàn toàn chính xác không có thuộc tính, có thể phù hợp ta. Nhìn thoáng qua, Ngọc Diệp Vương chần chừ một chút. Khôi lỗi trước mắt này, là dùng nhục thân của tộc nhân cứng rắn rèn luyện thành, hấp thu linh khí khu động, không có bất kỳ thuộc tính, tuy thực lực thấp, nhưng so với Thạch Diệp Vương lại càng dễ phù hợp. Phát huy ra sức chiến đấu càng mạnh hơn nữa. Nói thật, người hận ta cũng không có tác dụng, người muốn giết ngươi là Thạch Diệp Vương không phải ta. Loại thực lực như ta, coi như là muốn động thủ cũng không động được a. Trương Huyền lắc đầu. Khôi lỗi này, là ta tiêu phí vô số tâm huyết luyện chế, tính toán về sau làm thành phân thân cho mình, hiện tại đưa cho ngươi. Trước dùng một chút, đến trong tộc liền cần lo rồi. Nói xong, vỗ vỗ khôi lỗi, như có chút không nỡ, hoặc như giúp nó phủi bụi đất trên người. Chương 1963, chém giết Ngọc Diệp Vương 1. Hừ. Ngọc Diệp Vương hừ lạnh, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ. Hiện tại nhục thể của hắn bị hủy, thật muốn giết tử Diệp Vương, thiên nhận danh sư kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ, gia hỏa này vừa chết. Hết thảy liền không còn hy vọng. Chỉ cần lưu lại người sống, trở về trong tộc, sẽ giống như đối phương nói, các loại ban thưởng vô cùng vô tận, nguyên thần càng cường đại hơn, tu vi cao hơn, thậm chí đoạt xá tu luyện giả lợi hại hơn, cũng không phải là việc khó gì. Không bằng trước đáp ứng. Chỉ cần có thể sống sót, trở về trong tộc cần một đoạn thời gian rất dài, hoàn toàn có thể thừa dịp hắn không đề phòng, giết. Một mưu kế chảy xuôi ở trong đầu. Từ nơi này trở về trong tộc, cần một đoạn thời gian rất dài, chỉ cần gia hỏa này xuất hiện sơ suất, hoàn toàn có thể giết chết ngay tại chỗ. Đến lúc đó, không tổn thương thiên nhận danh sư, lại có thể báo thù rửa hận. Mà giờ khắc này, đối phương rất phòng bị, tiếp tục rằng con nữa, thua thiệt tất nhiên là mình. Dù sao bây giờ trạng thái của hắn là nguyên thần, thực lực cường đại không giả, thế nhưng kiên trì không được bao lâu. Ta xem một chút. Suy tư xong, tinh thần của Ngọc Diệp Vương khẽ động, khổ
khôi lỗi bay về phía hắn, thần thức quan sát một lần. Khôi lỗi này xảo đoạt thiên công vô cùng khéo léo, tài liệu đơn giản nhất phát huy ra uy lực lớn nhất, đúng là đồ tốt, tuy thực lực yếu một chút, nhưng phối hợp nguyên thần của hắn mà nói, cũng có thể phát huy ra sức chiến đấu rất cao. Dù so với lúc trước còn xa xa không bằng, nhưng đủ đối phó Tử Diệp Vương rồi. Suy tính ra kết quả, lại kiểm tra khôi lỗi này trong trong ngoài ngoài một lần, cũng không phát hiện bất luận cạm bẫy hoặc nguy hiểm gì, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Vù vù. Nguyên thần khẽ động, thẳng tắp chui vào. Một lát sau, khôi lỗi mở to mắt, tứ chi giật giật, lần nữa nhìn về phía Tử Diệp Vương cách đó không xa. Tốt rồi, bây giờ ngươi có thể buông thiên nhận danh sư ra rồi à? Đương nhiên. Nhẹ nhàng cười cười, Trương Huyền tiện tay ném Phùng Huân xuống đất. Vừa rồi uy lực của cục gạch quá lớn, đến bây giờ gia hỏa này còn không có tỉnh lại. Thật thà. Ngọc Diệp Vương ngẩn ngơ. Dựa theo hắn phỏng đoán, đối phương nhất định sẽ tiếp tục áp chế, để cam đoan an toàn của mình, giờ phút này lại có thể nghe lời thả ra. Chẳng lẽ thật không sợ mình trở tay giết chết? Đây là chính người muốn chết. Ánh mắt sáng lên, bàn tay chảo một cái, bảo hộ vị thiên nhận danh sư nằm trên mặt đất hôn mê kia, cùng thời khắc đó, thân thể nhoáng một cái, liền vọt tới Tử Diệp Vương. Nếu như gia hỏa này tự tìm đường chết, Ngọc Diệp Vương hắn làm sao có thể buông tha cơ hội? Cường giả xếp hạng thứ ba trong thượng ngũ vương, bị đối phương trêu đùa hí lộc, sớm đã tức giận sắp bạo tạc nổ tung. Ai, cho ngươi cơ hội sống, hết lần này tới lần khác không biết quý trọng. Thấy hắn vọt tới, Tử Diệp Vương cũng không tránh né hoặc phản kích, mà lắc đầu, thở dài một tiếng, bàn tay giơ lên, búng tay một cái. Nằm xuống đi. Giặc giặc. Ngọc Diệp Vương đang vọt tới, chỉ cảm thấy trong cơ thể đau đớn kịch liệt, thân thể lập tức cứng ngắc, té ngã trên đất. Ngươi hạ độc ở trong khôi lỗi. Đồng tử co rụt lại, khóe mắt của Ngọc Diệp Vương muốn nứt ra. Chỉ thoáng cái, hắn liền hiểu được, vì sao đối phương không có sợ hãi, nguyên lai khôi lỗi này đã bị hạ độc, ngay cả nguyên thần của mình cường đại như vậy, cũng không thể may mắn thoát khỏi, trực tiếp trúng chiêu. Coi như ngươi thông minh, ngoan ngoãn nghe lời của ta, làm khôi lỗi của ta, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Trương Huyền thản nhiên nói. Lấy khôi lỗi ra. Hắn liền tính toán kỹ, vỗ vài cái, rót thiên đạo chân khí vào trong đó. Chân khí không có bất kỳ thuộc tính, coi như phát hiện, cũng cho rằng chỉ là chân khí của khôi lỗi, không có hoài nghi chút nào. Đợi nguyên thần của đối phương tiến nhập trong đó, lại kích phát, để cho khôi lỗi trúng độc, nguyên thần cũng không ngoại lệ. Để ta nghe lời ngươi, nằm mơ. Ngọc Diệp Vương cắn răng, nguyên thần kích động lên, muốn lao ra ngoài khôi lỗi. Nếu như có thể tiến vào nơi đây. Tự nhiên cũng có thể đi ra ngoài. Nếu đã vào, còn muốn đi ra ngoài, làm sao có thể? Trương Huyền lắc đầu. Nghe nói như thế, trong lòng Ngọc Diệp Vương lạnh lẽo, lúc này mới phát hiện, tất cả huyệt đạo trên thân khôi lỗi, đều bị một cỗ chân khí đặc thù phong tỏa, coi như hắn thực lực mạnh mẽ, cũng không cách nào lao ra. Nói cách khác, đường lui đã bị phong kín toàn bộ, coi như lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Nhìn cẩn thận, vạn cẩn thận. Cuối cùng vẫn trúng kế. Ngọc Diệp Vương tức giận muốn phun máu, lại phát hiện khôi lỗi không có máu để phun, càng nghĩ càng lạnh, càng nghĩ càng sợ hãi. Gia hỏa trước mắt này, tính toán không bỏ sót, không chỉ để mình cùng Thạch Diệp Vương tự giết lẫn nhau, thậm chí ngay cả sau khi mình chiến thắng cũng sớm tính đến, chuẩn bị khôi lỗi ẩn chứa kịch độc. Lúc nào Tử Diệp Vương trở nên lợi hại như vậy? Ngươi không phải, Tử Diệp Vương. Đột nhiên, trong lòng khẽ động. Nghĩ tới một loại khả năng. Đúng vậy, coi như thông minh, cuối cùng cũng kịp phản ứng. Trương Huyền nhẹ nhàng cười cười, không ngụy trang nữa, cơ bắp toàn thân xoẹt xoẹt tương đương. Xoẹt xoẹt tương đương, rung động, một lát sau, biến trở về hình dạng của mình. Chương 1964, chém giết Ngọc Diệp Vương 2. Ngươi là nhân tộc, chẳng lẽ, ngươi mới là thiên nhận danh sư kia? Thân thể cứng đờ. Đồng tử của Ngọc Diệp Vương co rút lại. Thiên nhận danh sư, là tồn tại thiên địa cũng nhận thức, loại người này số mệnh gia thân, làm sao có thể bị đơn giản bắt được, đến bây giờ còn hôn mê bất tỉnh. Kết hợp với lúc trước gia hỏa này nhất định muốn đứng ở trong hào quang. Rất dễ dàng suy đoán ra chân tướng. Cân nhắc thoáng một chút, làm tôi tớ của ta đi. Không trả lời hắn, Trương Huyền thản nhiên nói. Sự tình thiên nhận danh sư, liên lụy quá lớn. Ở danh sư đường hắn cũng không thừa nhận, huống chi đối mặt một dị linh tộc.
để cho ta làm tôi tớ. Nằm mơ, bất quá, có thể chết ở trên tay một vị thiên nhận danh sư, ta cũng nhận. Ngọc Diệp Vương cười lạnh một tiếng, lắc đầu, trong mắt khôi lỗi chảy ra chất lỏng màu vàng, sau đó trùng trùng điệp điệp té ngã trên đất. Ngươi! Vội vàng đi tới trước, lúc này mới phát hiện, gia hỏa kia đã đoạn tuyệt hô hấp. Nguyên thần bị nhốt ở trong khôi lỗi, trốn không thoát, lại không có phương pháp tự bảo, càng không muốn mình bị khuất nhục, gia hỏa này cũng đủ quả quyết, lại lựa chọn tự sát. Rất quyết đoán, hơn nữa rất trung tâm với dị linh tộc. Trương Huyền lắc đầu. Biết rõ không thể trốn, lựa chọn tự sát, mặc dù Ngọc Diệp Vương này có chút vì tư lợi, không nhìn đồng bạn chết sống, nhưng ở vấn đề hiệu chung với dị linh tộc, lại không thể bàn cãi. Chỉ là, lãng phí một khôi lỗi của ta. Cúi đầu nhìn khôi lỗi nằm trên mặt đất, Trương Huyền đau lòng không thôi. Nguyên thần của đối phương quá mạnh mẽ, tuy bằng vào thiên đạo chân khí có thể phong tỏa, không cách nào chạy ra, nhưng đối phương tự sát, cũng triệt để phá hủy kết cấu bên trong khôi lỗi. Bảo vật thật vất vả tấn thăng đến thánh vực tam trọng, tương đương với triệt để phế đi. Bất quá, bảo bối của hai vương giả thật nhiều, không nói cái khác, chuôi trường đao cùng trường thương này đều đạt đến thánh khí, mặc dù chỉ là hạ phẩm, nhưng cũng không tệ. Khôi lỗi hỏng mất, lấy năng lực luyện khí của hắn, bề ngoài giống như, không tu bổ được, bất quá, giết được hai người này cũng không chịu thiệt. Hắn chỉ tổn thất một khôi lỗi, nhưng bảo vật trên thân hai người này lại nhiều lắm. Trường đao và trường thương lúc trước giao chiến, liền đạt đến thánh khí. Huống chi Ngọc Diệp Vương còn có vô số vật phẩm tế tự, cùng với tế đàn cổ quái kia. Thu lại nói sau. Không thèm nghĩ cái khác nữa, trước thu không gian giới chỉ mà hai người lưu lại, lúc này Trương Huyền mới đi tới chỗ Lôi Nguyên Châu. Thứ này bị Thạch Diệp Vương luyện hóa nắm trong tay, bất quá tay của hắn bị chém đứt, rơi ở trên mặt đất cách đó không xa, tản mát ra hào quang lấp lánh. Đi tới trước mặt. Bàn tay nhẹ nhàng chạm đến. Đùng đùng. Còn chưa chạm được, liền cảm thấy đau đớn nóng rực, vô số lôi điện bổ tới, tựa hồ muốn đốt hắn thành cho bụi. Thân thể nhoáng một cái, tránh thoát công kích, khóe miệng Trương Huyền co lại. Lôi Nguyên Châu này rất tốt, rất cường đại, nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản không cách nào tới gần, chớ nói chi là luyện hóa. Ném bảo vật lợi hại như vậy, phung phí của trời cũng không tốt ha. Xoa xoa mi tâm. Không gặp thì thôi, đã nhìn thấy, lại cách không xa, không lấy đi bảo vật như vậy, thật sự là xin lỗi chính mình. Thử cách này xem. Xoắn suýt một lát, đột nhiên ánh mắt sáng lên, bàn tay chảo một cái, nắm nhục thân của Thạch Diệp Vương ngăn ở trước mặt, lần nữa chậm rãi đi tới Lôi Nguyên Châu. Đùng! Tựa hồ cảm giác được có sinh mạng tới gần, lôi điện kéo tới, bất quá đều bị nhục thân của Thạch Diệp Vương chắn ở bên ngoài. Một lát sau, Trương Huyền đi tới. Bàn tay nhẹ nhàng sờ. Giặc giặc. Trong đầu mới hô lên thiếu sót, sau một khắc liền bay ra ngoài, toàn thân cứng ngắc, đầu tóc dựng lên, phả ra khói xanh, y phục trên người cũng bị phá thành mảnh nhỏ. Cái này, uy lực quá lớn. Nửa ngày sau hắn mới hồi phục tinh thần. May mắn vu hồn trải qua lôi điện rèn luyện, trở nên càng mạnh hơn nữa, nhục thân lại đạt đến thánh khí, nếu không, lần này coi như không chết, cũng phải nằm mấy ngày, không cách nào nhúc nhích. Nhìn xem có biện pháp nào không, dưới tình huống thực lực không đủ, cũng có thể luyện hóa. Biết rõ thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ, Trương Huyền không có uể oải, mà nhìn vào thư viện. Vừa rồi chạm đến, hô lên thiếu sót, dù cực kỳ chật vật, nhưng đã hoàn thành mục đích, có kế sách đối ứng. Quả nhiên, theo ý nghĩ của hắn, một quyển sách trên kệ bay tới, rơi vào lòng bàn tay. Tiện tay mở ra xem. Lôi Nguyên Châu, chỗ lôi đình tụ tập thai nghén sinh ra. Có thể trở thành căn cơ của trận pháp, khống chế lôi đình chi hải đại trận. Nội dung trên thư tịch, giống như dòng nước chảy vào trong đầu, qua một lát thời gian, đã biết thiếu sót của thứ này. Thì ra là thế, lấy thực lực của ta bây giờ, cũng có thể luyện hóa, nhưng muốn sử dụng liền khó khăn, trừ khi đạt đến nguyên thần cảnh. Hiểu rõ xảy ra chuyện gì, Trương Huyền cười khổ. Lôi đình chi hải này, giống như lúc trước đoán, là một đại trận cấp 8, chỉ có nguyên thần mới có thể khống chế. Coi như hắn biết rõ thiếu sót của Lôi Nguyên Châu, có thể thuận lợi luyện hóa, nhưng muốn triệt để khống chế đại trận, để cho mình sử dụng, lại làm không được. Được rồi, không nghĩ nhiều như vậy, trước luyện hóa lại nói. Không đi xoắn suýt vấn đề này, Trương Huyền nhìn về phía viên cầu cách đó không xa, ánh mắt thả ra hào quang. Hiện tại không thể dùng, về sau thực lực gia tăng lên lại dùng vẫn kịp, sát trận cấp 8.
là thứ tốt có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chương 1965, Hắc Yên Trần Sa 1. Muốn luyện hóa thứ này, trước cần dùng chân khí ân cần săn sóc. Xem hết giới thiệu của thư viện, đã quá hiểu Lôi Nguyên Châu, biết rõ cực kỳ kỹ càng, hiểu được ưu khuyết điểm. Cưỡng ép đụng vào là khẳng định không thể nào, cần ân cần săn sóc, giống như Thạch Diệp Vương lúc trước vậy. Hai tay giơ lên, chân khí hùng hậu từ trong lòng bàn tay tuôn qua, chậm rãi rơi vào trên Lôi Nguyên Châu. O-O-N-G. Tựa hồ cảm thấy có chân khí kéo tới, viên cầu nhẹ nhàng xoay chuyển một vòng, phóng ra hào quang màu xanh thẳm, trên bầu trời lập tức có vô số tia chớp đùng đùng, rơi xuống. Trương Huyền vội vàng giơ thi thể của Thạch Diệp Vương lên, ngăn ở trên đầu mình, Phùng Huân nằm ở cách đó không xa lại không có vận khí tốt như vậy, hai đạo lôi điện đánh nát phong ấn mà Ngọc Diệp Vương lưu lại, thân thể bị điện giật run rẩy. May mắn phong ấn cản trở một bộ phận lực lượng rất lớn, nếu không hắn sẽ bị điện giật chết. Phải cẩn thận một chút. Khóe miệng quất một cái, Trương Huyền vội vàng ổn định tinh thần, chân khí ngưng tụ chung một chỗ, chậm rãi chảy xuôi mà đi. Lần này cẩn thận làm việc, nên không có làm cho Lôi Nguyên Châu phản kháng, ước chừng qua hơn 20 phút đồng hồ, thân thể nhoáng một cái, mặt lộ vẻ vui mừng. Bàn tay nhẹ nhàng ngoắc ngoắc, Lôi Nguyên Châu ở cách đó không xa liền chậm rãi bay tới, trải qua cả buổi giằng co, đã bị luyện hóa triệt để. Quả nhiên là đồ tốt. Nắm viên cầu ở trong lòng bàn tay, cẩn thận cảm thụ một chút, ánh mắt của Trương Huyền kìm lòng không được sáng lên. Giống như lúc trước phỏng đoán, Lôi Nguyên Châu này là căn bản để khống chế Lôi Đình đại trận phía ngoài, hắn muốn khu động trận pháp còn chưa đủ thực lực, bất quá thu hồi lại có thể làm được. Hít sâu một hơi, nhướng mày, giơ Lôi Nguyên Châu lên, chân khí trong cơ thể vận chuyển cuồn cuộn. Thu, thấp giọng hô một tiếng. Rầm rầm. Vô số lôi điện ở trên bầu trời thẳng tắp rơi xuống viên châu trong tay, như trăm sông về biển, vừa giống như bột sắt gặp nam châm. Ân, cách đó không xa, Phùng Huân lần nữa chậm rãi tỉnh lại, thấy một màn như vậy, trong mắt trợn tròn, sợ tới mức toàn thân run rẩy. Một màn trước mắt thực sự quá dọa người, gia hỏa bị lôi điện bổ cháy đen kia, giơ bàn tay lên, vô số điện mang ở trên bầu trời cuồn cuộn rơi xuống, giống như muốn xé nát hắn. Ta đã chết rồi sao? Hay đang nằm mơ, vị kia là, Trương Sư. Nhìn kỹ vài lần, cuối cùng nhận ra được. Gia hỏa bị sét đánh cách đó không xa, lại đúng là Trương Huyền. Vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thi thể Thạch Diệp Vương nằm ở cách đó không xa, đã đoạn tuyệt hô hấp. Hắn giết Thạch Diệp Vương. Phùng Huân không thể tin được. Cho tới giờ khắc này, cuối cùng xác nhận mình không có chết rồi. Lúc hôn mê, Thạch Diệp Vương đang công kích bọn họ, cường đại đến kinh người. Ai cũng ngăn cản không nổi. Mà bây giờ thanh tỉnh, thi thể dị linh tộc kia nằm trên mặt đất. Đến cùng đã trải qua cái gì? Trương Sư trả giá như thế nào mới cứu được mình, chém giết đối phương? Hơn nữa, mấu chốt nhất là, tuy mình không chết, nhưng vì sao lại kìm lòng không được run rẩy? Hơn nữa, vì sao cái ót đau như vậy, đến cùng ai liên tục đánh ngất mình? Xoắn suýt một lát, lý giải không được, lần nữa nhìn thân ảnh bị lôi điện điên cuồng bổ kia. Lòng tràn đầy cảm động, mỗi ngày mình đều muốn dạy dỗ đối phương, kết quả thời khắc mấu chốt là người ta cứu mình. Nghĩ tới lúc trước, chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ, hận không thể có cái kẻ đất để chui vào. Khó trách Lạc Nhược Hy không thích hắn, đổi lại bất luận nữ nhân nào chỉ sợ cũng sẽ lựa chọn vị trước mắt này a. Vù vù. Không lâu sau, tất cả lôi điện ở trên bầu trời đều bị thu hết, lúc này Trương Huyền mới nhẹ nhàng thở ra, để Lôi Nguyên Châu vào không gian giới chỉ. Giãn thân thể có chút cứng ngắc, đang muốn vận chuyển chân khí, làm dịu áp lực, liền chứng kiến Phùng Huân đi tới. Đa tạ ân cứu mạng của Trương Sư. Phùng Huân ôm quyền quỳ gối. Không cần khách khí. Trương Huyền vội vàng khoát tay, cực kỳ ngại ngùng. Mặc dù là tình thế bắt buộc, nhưng liên tục đánh ngất xỉu 3 lần, điện giật 1 lần, coi như là hiện tại, cũng liên tục run rẩy, đoán chừng là cục gạch kia lưu lại di chứng. Nếu như cho hắn biết rõ chi tiết này. Còn có thể tiếp tục cảm kích mình hay không, hay đi tìm mình dốc sức liều mạng. Được rồi, không nên nói ra, nếu không sẽ khiến nội bộ mất đoàn kết, này cũng không phải chuyện tốt gì. Hắn không nói, không có nghĩa là đối phương không nói, chỉ nghe Phùng Huân nghi hoặc hỏi. Trương Sư, ta muốn hỏi một chút, người có biết, vừa rồi có phải Thạch Diệp Vương một mực động thủ với ta, quất thi thể ta hay không? Cái này, không trọng yếu à. Khóe miệng co lại. Trương Huyền vội vàng lắc đầu. Trở về đi,
đám người Ngô sư chắc hẳn cũng đã khôi phục. Bầu trời không còn lôi điện, dần dần trong sáng, không lâu sau thì trở về địa phương đám người Ngô sư ẩn thân, chỉ thấy bọn hắn đã từ trong Kim Nguyên đỉnh đi ra. Thở dài một tiếng, Trương Huyền Thu Lô đỉnh đã ngủ say vào không gian giới chỉ. Dù hắn từng cứu tỉnh qua Ngụy Như Yên, nhưng gia hỏa này thân là thánh khí, không giống nhân loại, kinh nghiệm lúc trước, hoàn toàn không dùng được, chỉ có thể tìm cơ hội đi luyện khí sư học viện cấp bậc cao hơn, tìm kiếm phương pháp giải quyết. Trương sư giết Thạch Diệp Vương. Trở lại bên đám người, Phùng Huân nói ra tin tức mình biết, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Thực lực của Thạch Diệp Vương, ngay cả Ngô sư cũng không chống lại được, vị trước mắt này lại có thể thành công đánh chết, thậm chí còn bài trừ Lôi Đình đại trận. Khiến người ta khó mà tin được, lần nữa nhìn qua, tràn đầy sùng bái. Vốn muốn giải thích, nhưng cuối cùng Trương Huyền vẫn ngừng lại. Ngọc Diệp Vương cùng Thạch Diệp Vương bị mình lừa dối tự giết lẫn nhau, vốn không tiện giải thích, nói càng nhiều, phiền toái càng nhiều, còn không bằng ngậm miệng không nói. Thương thế của chư vị vẫn chưa khỏi hẳn, tiền tuyến khẳng định càng thêm nguy hiểm, hôm nay không bằng chúng ta ở chỗ này điều chỉnh thoáng một chút, chờ toàn bộ khôi phục lại tiến lên cũng không muộn. Thấy thương thế của mọi người còn không có triệt để khôi phục, Trương Huyền nói. Đã trải qua sự tình lúc trước, mọi người biết rõ mức độ nguy hiểm, tất cả đều gật đầu đồng ý, nhắm mắt tu luyện. Thấy mọi người khôi phục thể lực, lúc này Trương Huyền mới tìm một cơ hội thả Lạc Nhược Hy ra, mình thì đi vào Thiên Nghĩ Phong Sào. Vù vù. Chương 1966, Hắc Yên Trần Sa 2. Lôi Nguyên Châu xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Vu hồn ly thể. Tinh thần khẽ động, vu hồn bay ra, nhẹ nhàng cầm Lôi Nguyên Châu lên. Lúc trước mượn nhờ Lôi Đình Chi Hải rèn luyện linh hồn, hiệu quả rất tốt, hiện tại luyện hóa Lôi Nguyên Châu, lại không vội tiến lên, vừa vặn tôi luyện một chút, để cho hồn lực tiến bộ nhanh hơn. Lôi Đình răng đầy trong viên cầu, hai tay vu hồn vươn ra nắm chặt, vận chuyển pháp quyết thiên đạo vu hồn tu luyện. Xì 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 xì. Từng đạo lôi điện từ trong Lôi Nguyên Châu lan tràn ra, tiến nhập hồn thể của hắn, liên tục rèn luyện. Sau nửa canh giờ, vu hồn từ 7 mét thu nhỏ lại đến 6 mét, thực lực cũng đạt tới tổng thánh trung kỳ. Một lúc lâu sau biến thành 5 thước, tổng thánh hậu kỳ. Hai canh giờ sau, chỉ còn 4 mét, tổng thánh đỉnh phong. Tuy hình thể của hồn phách nhỏ đi, nhưng lực lượng lại càng thêm tinh thuần, nhất cử nhất động mang theo lực lượng lôi điện, làm cho người ta có cảm giác cường đại đến cực điểm. Lấy thực lực bây giờ, chỉ bằng vào vu hồn, chỉ sợ cũng có thể thắng được cường giả thánh vực nhị trọng đỉnh phong. Hồn, thân thể, chân khí đều đạt tới tổng thánh đỉnh phong rồi. Lại tu luyện một lát, biết rõ không có công pháp tiếp sau, tiếp tục rèn luyện, chỉ sợ sẽ xảy ra vấn đề, vu hồn của Trương Huyền trở lại nhục thân, mỉm cười. Tiến nhập di tích không đến một ngày, hắn liền tăng nhục thân, linh hồn lên tới tổng thánh đỉnh phong, giống như chân khí, có thể nói kiếm lợi lớn. Nếu như ở bên ngoài, muốn làm được điểm ấy, còn không biết phải tiêu phí bao lâu. Lôi Nguyên Châu này, đối với tu luyện linh hồn có chỗ tốt thật lớn, người cũng tu luyện một chút đi. Hồn lực tăng cường, ném Lôi Nguyên Châu cho phân thân, lúc này Trương Huyền mới rời tổ ong, trở lại ở trước mặt mọi người. Trải qua khoảng thời gian này điều chỉnh, thực lực của mọi người đều triệt để khôi phục, từng cái khí tức như rồng. Đi thôi. Nói một tiếng, mọi người đồng loạt đi thẳng về phía trước. Lôi Đình Chi Hải biến mất, vùng đất phía trước bằng phẳng, mới đi một lát, Ngô sư ngừng lại. Trương sư, nhìn xem có nhận thức thứ này không? Nói xong đưa qua một vật. Là một thanh trường kiếm, như bị cái gì chặt đứt, chỉ còn lại có một nửa, chọc ở trong đất bùn cách đó không xa. Mặt đất có dấu vết chiến đấu, xem ra thời gian rất lâu rồi, bị gió cát vùi lấp không ít, nhưng vẫn có thể rõ ràng phân biệt. Không biết. Nhìn thoáng qua, Trương Huyền lắc đầu. Thanh kiếm này, tương tự như băng vũ kiếm, đều đạt đến bán thánh khí, bất quá, vô luận hình dạng hay khí tức, đều chưa bao giờ thấy qua, chớ nói chi là nhận thức. Là binh khí của Trương Dẫn Khâu, ta từng giao thủ với hắn, thấy hắn dùng qua. Ô Thiên Khung đi tới. Thân là Vân Hư Học Viện Viện Trưởng, cùng Hồng Viễn Học Viện Lão Viện Trưởng gặp qua nhiều lần, biết rõ binh khí của đối phương là cái gì. Lão Viện Trưởng, Trương Huyền sững sờ, là đồ đạc của hắn. Đám người Ngũ Nhiên cũng đi tới. Nếu như trường kiếm của hắn rơi ở đây, khẳng định đã đi qua nơi này, tiếp tục đi tới. Ánh mắt của tất cả mọi người đều sáng lên. Từ khi đi vào di tích, đã trải qua nhiều lần nguy hiểm,
hiện tại cuối cùng phát hiện dấu vết người trước đi qua, tất cả đều tràn đầy kích động. Đoàn người tăng thêm tốc độ, không lâu sau thì ngừng lại. Phía trước bị phong bạo cực lớn bao phủ, đen kịt, còn chưa tới trước mặt, liền làm cho người ta có cảm giác tim đập nhanh. Đây là cái gì? Không biết. Tuy không biết đây là vật gì, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó tỏa ra lực lượng khiến người ta hoảng sợ. Đây là Hắc Yên Trần Sa. Phân biệt một lát, sắc mặt của Ô Thiên Khung khó coi mở miệng. Hắc Yên Trần Sa. Mọi người nghi hoặc. Ân, là một loại cát bụi phong bạo cực kỳ quỷ dị, có lực lượng ăn mòn rất mạnh, vô luận là người hay vật, chỉ cần đi vào trong đó, đều bị ăn mòn, hóa thành cho tàn. Chần chừ một chút, Ô Thiên Khung nói. Không tin, các ngươi nhìn. Nói xong, lấy ra một thanh linh khí tuyệt phẩm, ném vào phong xa. Xì 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 xì. Linh khí mới vừa bay vào trong đó, lập tức phát ra tiếng két. Xuất hiện vô số điểm lấm tấm, tựa như sắt thép bị mưa ngâm nhiều ngày, tràn đầy vết rỉ. Bàn tay chảo một cái, linh khí bay lấy trở, ngón tay nhẹ nhàng búng. Giặc giặc. Linh khí tuyệt phẩm vô cùng chắc chắn, tựa như khối băng hòa tan, vỡ vụn ở trên đất. Cái này. Sắc mặt mọi người đồng thời biến đổi. Tuyệt phẩm linh khí, ở trong phạm vi đế quốc cũng cực ít, lại mấy hơi thở cũng không chịu được, bị ăn mòn vỡ vụn, Hắc Yên Trần Sa này không khỏi quá kinh khủng đi. Nơi này, có thể đi vòng qua hay không? Một chiến sư nhịn không được mở miệng. Chỉ sợ không thể. Hàn hội trưởng xem một lát, cười khổ lắc đầu. Chương 1967, Lạc Nhược Hy đề nghị một. Không thể. Mọi người nhìn qua. Ân, Hắc Yên Trần Sa này bao phủ toàn bộ đường phía trước, có lẽ giống như dung nham lúc trước, thuộc về khảo nghiệm, không thông qua mà nói, sẽ không biện pháp đi vào địa phương càng sâu, vĩnh viễn chỉ có thể quanh quẩn ở bên ngoài. Hàn hội trưởng nói. Ân, nghe được hắn nói, Trương Huyền nhẹ gật đầu. Đúng là như thế. Loại khảo nghiệm này, chỉ có thông qua cửa ải trước, trận pháp của cửa ải tiếp theo mới có thể kích hoạt, không cách nào thông qua, chỉ có thể ở nguyên chỗ. Muốn đùa nghịch kỹ xảo, lừa dối đi tới, rõ ràng là không thể nào. Người thiết kế di tích này, vô cùng có khả năng là Khâu Ngô Cổ Thánh, loại cường giả siêu cấp này, làm sao có thể cho bọn hắn chui vào lỗ thủng. Cho dù có lỗ thủng, thực lực của bọn hắn cũng không đủ chui qua, gây chuyện không tốt còn sẽ rơi vào khảo nghiệm lợi hại hơn, sinh tử không do mình khống chế. Căn cứ dấu vết đến xem, đám người Trương dẫn Khâu nhất định đã đi qua, chỉ là chúng ta đi vào như thế nào. Dạo qua một vòng, Ngô Sư nhíu mày. Phát hiện bội kiếm của lão viện trưởng, cũng phát hiện một ít dấu vết chiến đấu, rõ ràng chỉ tới bên này. Chỉ là, cát bụi trước mắt ngay cả linh khí tuyệt phẩm cũng có thể ăn mòn, tu luyện giả căn bản không vào được, mặc dù có thể, đoán chừng cũng không cách nào xâm nhập, chớ nói chi là đi ra phạm vi nó bao phủ. Không để ý tới mọi người sốt ruột, Trương Huyền nhăn mày lại, đi tới nhìn kỹ. Hắc Yên Trần Sa này. Giống như lôi đình chi hải lúc trước, thuộc về một cái đại trận, phạm vi quá lớn, coi như biết rõ có thiếu sót, nhưng hạn chế bởi thực lực, cũng không cách nào phá giải. Nghiên cứu một lát, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Kết quả giống như bọn họ, chỉ có xông vào, căn bản không có biện pháp khác. Chúng ta một đường đến đây, không phải gặp được dị linh tộc, chính là bị bọn hắn mai phục. Hiện tại ngoại trừ Hắc Yên Trần Sa, thì không còn nửa bóng người, nếu ta đoán không lầm. Phương hướng chúng ta tìm kiếm là sai. Thời điểm mọi người ở đây vô kế khả thi, Lạc Nhược Hy đột nhiên nói. Sai phương hướng. Mọi người không hiểu. Đúng vậy, bây giờ chúng ta đuổi theo dấu vết của lão viện trưởng Trương dẫn Khâu lưu lại, nhưng mà... Vạn nhất thật sự có dị linh tộc thông qua trước chúng ta, những dấu vết này, chưa chắc là thật. Chúng ta tìm dấu vết của dị linh tộc đi trước, như vậy có khả năng sẽ càng thêm an toàn. Lạc Nhược Hy nói ra phân tích của mình. Cái này, tất cả mọi người sửng sốt. Đúng vậy, Lạc Sư nói rất đúng. Ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Sau khi bọn hắn đi vào di tích, một mực tìm dấu vết lão viện trưởng lưu lại, tuy cách làm này không sai, nhưng vạn nhất những dấu vết này là cạm bẫy dị linh tộc bố trí xuống, liền nguy rồi. Thập đại vương giả của Thanh Điền nhất mạch, hắn đã cạo chết 7 cái, thu phục 1 cái, Thiên Diệp Vương lợi hại nhất, tuy ở độc điện chưa từng gặp mặt, lại biết đối phương đáng sợ. Dựa theo tình huống bình thường, đạt được địa đồ, khẳng định cũng sẽ đi tới nơi này. Lúc này một chút tung tích cũng không phát hiện, nói không có kỳ quái là giả. Ngọc Diệp Vương, Thạch Diệp Vương xếp hạng thứ 3, thứ 4 đều tới,
Hơn nữa khó có thể đối phó như thế, xếp hạng thứ nhất, thứ hai khẳng định càng thêm đáng sợ. Một mực không có xuất thủ, nói rõ bọn hắn dựa vào địa đồ, tất nhiên sớm đi vào trong đó, tốc độ nhanh hơn nhóm người mình. Đã như vậy, con đường bọn hắn đi nhất định là an toàn nhất, có thể đơn giản thông qua. Điều tra một chút, thân thể nhoáng một cái bay lên, minh lý chi nhãn của Trương Huyền nhúc nhích, nhìn qua bốn phía. Lúc trước lấy dấu vết của lão viện trưởng lưu lại làm mục tiêu, không có chú ý những thứ khác, rất nhiều địa phương không có lưu ý, giờ phút này cẩn thận quan sát, rất nhanh để cho hắn phát hiện không đúng. Nơi đây hoàn toàn chính xác có dị linh tộc đi qua, hơn nữa ngay ở mấy canh giờ trước. Phùng Huân, cho mượn vô cấu kính của ngươi dùng một chút. Rơi trên mặt đất, Trương Huyền đưa tay. Những dị linh tộc này, cố ý tiêu trừ dấu vết, bây giờ thực lực của hắn quá thấp, minh lý chi nhãn triển khai không đến cực hạn, chỉ mơ hồ có thể đoán được có người đi qua, nhưng tìm không thấy con đường cụ thể. Trong vài canh giờ mà nói, vô cấu kính của chiến sư đường còn có hiệu quả. Ân. Phùng Huân gật đầu đưa tới, hỏi rõ ràng cách dùng, Trương Huyền bắt chước làm theo, cắn nát ngón tay chỉ lên. O-O-N-G. Vô cấu kính lập lòe hai cái, chỉ rõ phương hướng. Nhìn theo phương hướng đi tới, cẩn thận phân biệt một lát, Trương Huyền nhìn về phía mọi người. Dị linh tộc hoàn toàn chính xác đi qua trước, hẳn là từ nơi này đi vào Hắc Yên Trần Sa. Từ nơi này đi vào, chẳng lẽ bọn hắn không sợ? Một vị chiến sư nghi ngờ hỏi. Ta cũng không biết. Trương Huyền lắc đầu. Căn cứ phương hướng vô cấu kính chỉ ra, dị linh tộc đúng là từ nơi này đi vào. Bất quá vừa rồi cũng cẩn thận nghiên cứu, nơi này không phải điểm thiếu sót, gió bụi cực kỳ đáng sợ, đối phương rút cuộc là làm sao đi vào, sao lông tóc không bị tổn thương, coi như là hắn, cũng nhìn không ra. Ta thử một chút, có lẽ gió bụi nơi đây thoạt nhìn đáng sợ, trên thực tế có thông đạo ẩn hình. Chương 1968, Lạc Nhược Hy đề nghị 2. Hít sâu một hơi, Ngô Sư đi tới. Cẩn thận một chút. Sửng sốt một chút, Hàn hội trưởng dặn dò một tiếng. Loại sự tình này, ở trong trận pháp là thường xuyên xuất hiện. Rõ ràng là sinh môn, nhưng nhìn từ bên ngoài lại cực kỳ đáng sợ, dùng bất kỳ thủ đoạn nào cũng kiểm tra đo lường không ra, chỉ có tự thể nghiệm, mới có thể tìm ra. Ân. Nhẹ gật đầu. Ngô sư cũng không nhiều lời, hít sâu một hơi, chân khí trong cơ thể phun ra, tạo thành một khôi giáp màu bạc ở bên ngoài thân. Võ kỹ thánh cấp, chân long ngân giáp. Đây là võ kỹ phòng ngự mạnh nhất của hắn, có thể bao phủ toàn thân, dùng để đối phó Hắc Yên Trần Sa là thích hợp nhất. Nhấc chân đi vào trong. Giặc giặc, giặc giặc, giặc giặc. Đi vào cắt bụi, chợt nghe thanh âm va chạm liên tục truyền đến, như mưa to đập lá chuối. Đi về phía trước 7-8 bước. Khuôn mặt của Ngô sư trắng bệch lui ra, chân khí hình thành khôi giáp, giờ phút này dĩ nhiên vỡ vụn, sắc mặt trắng bệch, đi đường có chút lảo đảo. Không được, cát bụi nơi này chẳng những không kém, còn càng thêm đáng sợ, căn bản không cách nào thông qua. Điều tức một lát, triệt để khôi phục lại, Ngô sư lắc đầu. Cát bụi tiêu hao chân khí thật lớn, dung nham còn có thể đi vào 40 mét, mà ở đây, 7-8 bước coi như cuối cùng. Không có biện pháp thông qua. Vậy dĩ linh tộc làm sao đi vào, hơn nữa lông tóc không tổn hao gì. Trương Huyền nhìn không được nói. Coi như Thiên Diệp Vương, Hồng Diệp Vương đứng đầu trong thập đại vương giả, cũng khẳng định không có mạnh như vậy, không có chuyện trực tiếp đi vào mà không bị thương. Nhưng vì cái gì bọn hắn có thể đi vào, nhóm người mình lại không có bất kỳ biện pháp. Trừ khi, bọn hắn dùng pháp bảo nào đó. Hàn hội trưởng nói. Pháp bảo. Ân, một ít pháp bảo lợi hại. Hoàn toàn có thể ngăn cản những gió bụi này, nếu như bây giờ chúng ta có một thánh khí thượng phẩm, có thể không quan tâm, cứng rắn tiến lên, sẽ không bị thương tổn. Hàn hội trưởng gật đầu. Tuy Hắc Yên Trần Sa lợi hại, có thể phá hủy linh khí tuyệt phẩm, tổn thương một ít thánh khí hạ phẩm, nhưng gặp phải thánh khí thượng, liền không có bất kỳ tác dụng. Nếu có loại bảo vật cấp bậc này, coi như không cần tìm ra sinh môn, cũng có thể cứng rắn tiến lên. Thánh khí thượng phẩm, đi nơi nào tìm? Hắn nói đơn giản, nhưng Trương Huyền biết rõ, hầu như không có khả năng. Pháp bảo như Kim Nguyên Đỉnh, trải qua mình không ngừng rèn luyện, cũng chỉ miễn cưỡng tăng đến thánh khí trung phẩm, hơn nữa còn là kế cuối, muốn luyện chế ra thượng phẩm, độ khó to lớn có thể nghĩ. Chỉ cần luyện khí sư không đạt tới bát phẩm, có thể nói, hầu như hoàn toàn không có khả năng. Kỳ thật, không phải thánh khí thượng phẩm, một ít bảo vật đặc thù cũng làm được.
Hắc Yên Trần Sa có tác dụng ăn mòn, pháp bảo bình thường, trừ khi đạt tới cấp bậc nhất định, nếu không, không có khả năng chịu đựng được. Nhưng nếu là bảo vật loại hình linh hồn liền không giống, không bị xâm hại, hoàn toàn có thể mượn nhờ trong đó tản ra hồn lực, ngăn ở bên ngoài. Lạc Nhược Hy quan sát một lát, chậm rãi nói. Nàng là hậu nhân của thánh nhân quý tộc, kiến thức rộng rãi, biết không ít bí văn cùng biện pháp ứng đối trận pháp. Bảo vật linh hồn, thứ này có lẽ càng khó tìm hơn thánh khí tuyệt phẩm a. Một vị chiến sư nhịn không được nói. Thánh khí thượng phẩm, chỉ cần cấp bậc của luyện khí sư đạt tới, đủ tài liệu, hoàn toàn có thể luyện chế ra, nhưng mà bảo vật liên lụy phương diện linh hồn liền cực kỳ chân quý. Bình thường đều là thiên nhiên hình thành, rất khó luyện chế, luyện khí sư có thể luyện chế pháp bảo hồn khí, đều có địa vị cực cao, không kém gì danh sư đồng cấp bậc, thậm chí càng thêm hy hữu. Đúng vậy, loại bảo vật linh hồn rất khó tìm, danh sư đường của Thanh Nguyên Phong Hào đế quốc chúng ta cũng không có một kiện. Vân Hư học viện chúng ta cũng tìm không thấy. Tất cả mọi người đều lắc đầu. Coi như là loại bảo vật linh hồn có thể ngăn cản Hắc Yên Trần Sa, nhưng bọn hắn cũng tìm không thấy, nói tương đương vô ích. Đáng tiếc, ta nghe nói hoàng thất của Hồng Viễn đế quốc, có một cây thánh vực bồ đề thụ, là loại thực vật linh hồn, sớm biết nơi này có thứ quỷ quái kia, trực tiếp mượn tới, có thể miễn trừ không ít phiền toái. Mộc sư ở một bên thở dài. Mấu chốt là ai có thể nghĩ nhiều như vậy, trong di tích lại có loại trận pháp quỷ dị này. Ngô sư lắc đầu. Kỳ thật nghĩ đến cũng vô dụng, bồ đề thụ của hoàng thất, ta nghe nói đã sắp chết, mượn tới đoán chừng cũng không sống được, không cách nào xua đuổi cát bụi, lại nói, đây là mệnh căn của hoàng thất bọn hắn, chắc chắn sẽ không cho mượn. Ô Thiên Khung nói. Đúng vậy, liên lụy một hoàng thất tồn vong, làm sao có thể cho mượn, trừ khi cưỡng đoạt, hoặc là lấy danh nghĩa của danh sư đường, đáp ứng chút điều kiện, nếu không không thể nào làm được. Mấy người còn chưa cảm khái xong. Chỉ thấy Trương Huyền ở cách đó không xa, vẻ mặt ngơ ngác. Các ngươi nói cái gì? Thánh vực bồ đề thụ? Cũng được. Đương nhiên, tuy thứ này không phải loại pháp bảo linh hồn, nhưng là thực vật linh hồn, dùng để đối kháng Hắc Yên Trần Sa nhất định sẽ có hiệu quả. Hàn hội trưởng nhẹ gật đầu, đang muốn nói tiếp, chỉ thấy Trương viện trưởng ở cách đó không xa, cổ tay khẽ đảo, một cây đại thụ xuất hiện ở trong lòng bàn tay, giơ lên nói. Thứ này, thật có thể đi qua. Đây là, thánh vực bồ đề thụ. Trương viện trưởng, có phải ngươi cướp của Hồng Viễn Hoàng thất hay không? Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Chương 1969, cạm bẫy 1. Chỉ cần ở Hồng Viễn thành ngây ngốc một đoạn thời gian đều biết rõ tầm quan trọng của thánh vực bồ đề thụ đối với Hoàng thất Ngọc Gia, có thể nói là gốc rễ lập quốc, đừng nói cho mượn, liếc mắt nhìn cũng rất khó. Hiện tại Trương Huyền tiện tay lấy ra cả cây, cũng khó trách mọi người suy nghĩ lung tung. Đương nhiên không phải, đây là ta trồng. Không nghĩ tới mọi người nghĩ mình xấu xa như vậy, Trương Huyền dở khóc dở cười. Cái này tự nhiên không phải cây của hoàng thất, mà là dùng bồ đề quả đào tạo thành, một mực gieo trồng ở trong tổ ong, lúc này là dùng đại lực lượng lấy ra. Nghe được không phải ăn trộm, mọi người nhẹ nhàng thở ra, như vậy sẽ không khiến cho danh sư đường cùng thế lực địa phương kết oán rồi. Ta thử một chút, có hiệu quả hay không? Sau khi kinh ngạc, mọi người tràn đầy hưng phấn, Ngô Sư tiến về phía trước một bước. Lực lượng của pháp bảo linh hồn, có thể ngăn cản Hắc Yên Trần Sa chỉ là suy đoán, cụ thể có thể thành công hay không, lại không ai biết. Nói xong, tiếp nhận bồ đề thụ ở trên tay Trương Huyền, chân khí tuôn ra, bàn tay nâng lên, thân cây cực lớn lơ lửng ở trên đỉnh đầu, lực lượng linh hồn ở chỗ mi tâm dọc theo rễ cây tràn vào trong, để cho thân cây tản mát ra hào quang óng ánh ôn nhuận. Bồ đề thụ không chỉ có thể bồi dưỡng hồn phách, rót hồn lực vào trong đó, cũng có thể làm cho nó phát huy ra uy lực cường đại. Nhấc chân đi tới. Bão cát màu đen bay phất phới, bồ đề thụ bao phủ Ngô Sư, đi vào trong đó, hào quang ấm áp lập tức chắn bão cát ở bên ngoài, giống như Lạc Nhược Hy nói, pháp bảo linh hồn quả nhiên có hiệu quả với trận pháp trước mắt. Thật tốt quá! Đoán chừng dị linh tộc đã sớm biết có cửa khẩu này, nên sớm chuẩn bị loại pháp bảo linh hồn. Mới có thể không nhìn cát bụi đi vào trong. Đã có thứ này, chúng ta cũng có thể nhẹ nhõm thông qua. Chứng kiến thành công, ánh mắt mọi người đều sáng rực lên. Trương Huyền cũng nhẹ gật đầu, cho tới giờ khắc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Vưu Hư nghe theo dị linh tộc phân phó, tiêu phí cực lớn, bốc lên nguy hiểm bị phát hiện, đi độc chết thánh vực bồ đề thụ của hoàng thất, lúc trước một mực không rõ, vì sao phải vẽ vời cho thêm chuyện, hiện tại mới biết.
là vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Chỉ cần Bồ Đề Thụ chết, coi như các danh sư biết có Hắc Yên Trần Sa, cũng không có bất kỳ biện pháp nào, lực bất tòng tâm. Bất quá nghìn tính vạn tính, nhưng nằm mơ cũng không nghĩ đến, Trương Huyền không chỉ thành công cứu sống Bồ Đề Thụ, còn lấy được Bồ Đề quả, gieo trồng thành công. Trong lúc vô tình trợ giúp Hoàng Thất, lại làm ra tác dụng mấu chốt. Trong lòng đang cảm khái, chỉ thấy Ngô Sư đi vào cắt bụi, lần nữa đi ra. Lúc này hắn không có hưng phấn như mọi người, sắc mặt có chút trắng bệch, đặt Bồ Đề Thụ ở dưới đất, cười khổ nói. Linh hồn rót vào Bồ Đề Thụ, hoàn toàn chính xác có thể ngăn cản bão cát, hơn nữa phạm vi bao phủ đủ để chúng ta đồng thời đi vào. Nhưng mà thứ này tiêu hao hồn lực thật sự quá lớn, lấy thực lực của ta bây giờ, chỉ có thể vào hơn 100 mét sẽ tiêu hao sạch sẽ. Hơn 100 mét. Tất cả mọi người đều nhíu mày. Hắc Yên Trần Sa trước mắt, bao phủ phạm vi vài dặm, nếu như chỉ có thể vào chừng 100 mét, vậy không khác gì vô dụng. Ngô Sư là cường giả thánh vực tứ trọng, ở trong mọi người, linh hồn là cực kỳ cường đại, hắn cũng chỉ có thể đi gần như vậy, những người khác càng không cần phải nói. Chẳng lẽ thật vất vả tìm được pháp bảo linh hồn, có phương pháp giải quyết Hắc Yên Trần Sa, kết quả lại bởi vì hồn lực không đủ, lần nữa dừng bước ở đây. Ta tới thử xem. Trương Huyền chào một cái, đặt Bồ Đề Thụ ở trên không mọi người, chỗ mi tâm phun ra hồn lực minh mông. Cảm thụ tiêu hao, liền cười nhạt một tiếng. Tất cả mọi người theo sát dưới tàng cây, không nên thoát ly phạm vi. Nói xong, dẫn đầu đi tới khu vực cắt bụi. Mọi người nhìn nhau, thấy hắn tự tin như thế, cũng không dám do dự, theo chặt ở phía sau. Vừa tiến vào trong đó, lập tức cảm thấy bão cát màu đen cuốn tới, tựa hồ muốn thôn phệ tánh mạng. Rơi vào trên quang mang do Bồ Đề Thụ bao phủ, phát ra thanh âm đùng đùng. Cảm nhận được cát bụi hoàn toàn không thể công kích, Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra, hai mắt tỏa ánh sáng. Hồn lực vô hình vô chất, dựa theo tình huống bình thường, phòng ngự hẳn kém chân khí rất nhiều, kết quả lại có thể ngăn cản gió bụi trước mắt, thật sự là một vật khác một vật, rất nhiều chuyện không thể dùng lẽ thường giải thích. Kiến thức của Lạc Sư không khỏi quá nhiều đi, nàng thật chỉ là một vị danh sư lục tinh. Vừa đi về phía trước, Trương Huyền vừa lặng lẽ nhìn về phía nữ hải cách đó không xa. Vô luận là nhìn ra không gian trận pháp, hay pháp bảo linh hồn có thể ngăn cản cát bụi, đám người Ngô Sư, Hàn hội trưởng đều không biết rõ tình hình, nàng lại có thể nói ra, kiến thức rộng rãi làm cho người kinh ngạc. Đây là thực lực của hậu nhân thánh nhân quý tộc sao? Nếu quả thật có nội tình như này, Viên Đào về gia tộc, đúng là lựa chọn tốt nhất. Trong lòng suy tư. Lúc trước Viên Đào trở lại Viên gia, hắn còn có chút không nỡ, hiện tại xem ra, hẳn là lựa chọn tốt nhất, có thể kích hoạt huyết mạch rất nhanh, để cho thực lực bạo tăng. Đã có Bồ Đề Thụ bảo vệ, mọi người không còn lo lắng, bất quá đi một lát, liền phát hiện không đúng, từng cái nhìn về phía thanh niên đang khống chế Bồ Đề Thụ kia, tràn đầy kinh hãi. Cho đến trước mắt, đã đi hơn 300 mét, gia hỏa này lại không có cảm thấy mệt mỏi, thậm chí còn có chút thất thần. Tinh thần lực không có tập trung. Hồn lực cũng không khỏi quá hùng hậu đi. Nhất là Ngô Sư, càng trợn mắt há hốc mồm. Hắn đích thân thể nghiệm qua bão cát đáng sợ, linh hồn tiêu hao sạch sẽ cũng đi không được bao xa. Vị Trương viện trưởng này, dưới tình huống che chở mọi người, tiêu hao càng lớn, đi 300 mét lại không có cảm thấy mệt mỏi. Tòng Thánh lại có hồn lực mạnh mẽ hơn cường giả thánh vực tứ trọng, để cho hắn khó mà tin được. Gia hỏa này chính là quái thai. Chương 1970, cạm bẫy 2. Vẻ mặt cười khổ. Nhân vật lợi hại như thế, lúc trước hắn còn cảm thấy chỉ là Tòng Thánh, không muốn mang tới. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự là mất mặt. May mắn tới, nếu không, đoán chừng bọn hắn ngay cả cửa thứ nhất cũng không thể vào được, chớ nói chi là đi đến nơi này. Ta có thể kiên trì hơn 100 mét, coi như hồn lực của hắn trời sinh cường đại, có thể kiên trì 500 mét, cũng coi như đến cuối A. Lại đi về phía trước một đoạn. Ngô Sư tính toán chờ đối phương không kiên trì nổi mình sẽ thay, lại phát hiện sau 500 mét, đối phương như trước mặt không đổi sắc, ánh mắt còn có chút không tập trung, tựa hồ tiêu hao như vậy không có để ở trong lòng. 600 mét, 800 mét, 1000 mét. Không lâu sau, mọi người đã đi 5000 mét, khoảng cách xa như thế, Trương Huyền ở phía trước, vẻ mặt vẫn bảo trì bình thản, giống như không để ý hồn lực tiêu hao, ngược lại có loại cảm giác càng đi càng nhẹ nhõm. Hắn sẽ không phải vừa đi vừa tu luyện chứ? Ngô Sư cảm thấy mắt mình sắp rơi xuống đất. Tiêu hao mà hắn không cách nào kiên trì, ở trong mắt đối phương không đáng giá nhắc tới không nói,
còn có thể tiếp tục tu luyện. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Được rồi, so sánh với hắn sớm muộn gì cũng sẽ bị đả kích chết. Biết không thể so sánh với gia hỏa kia, lúc này Ngô Sư mới cảm thấy nội tâm thư thái một ít. Đã có hồn lực vô cùng vô tận của Trương Huyền bảo hộ, rất nhanh mọi người liền thấy được điểm cuối của Hắc Yên Trần Sa, là một lầu các tựa như thiên cung, xa hoa, vàng son lộng lẫy, lơ lửng ở trước một thác nước thật lớn, làm cho người ta có cảm giác như gặp thiên cảnh. Đây là làm sao làm được? Con mắt Phùng Huân trợn tròn, thật không thể tin được. Tu luyện giả chỉ có đạt tới thánh vực mới có thể siêu thoát lực hút của mặt đất, vui chơi thỏa thích trên bầu trời, tòa cung điện trước mắt kia lại lơ lửng, làm cho người ta có cảm giác tựa như ảo mộng. Làm được điểm này, lực lượng nên cường đại bao nhiêu? Không khỏi quá khoa trương đi. Hẳn là một loại vận dụng trên không gian, thoạt nhìn lơ lửng ở trên trời, thực tế chỉ là một loại hình thái khác. Xem một lát, Hàn hội trưởng nói. Mọi người nhẹ gật đầu. Liên lụy trận pháp cấp bậc cao, lấy kiến thức cùng nhãn lực của bọn họ, đã hoàn toàn không có biện pháp hiểu. Đây chính là chỗ sâu nhất của di tích, chúng ta mau tới xem một chút đi. Ô Thiên Khung nở nụ cười. Đi tới di tích này, đã trải qua rất nhiều cửa khẩu, hiện tại có lẽ đã tới cửa cuối cùng a. Được. Tất cả mọi người tinh thần phấn chấn, bay về phía thiên cung. Không lâu sau, một thiên môn thật lớn xuất hiện ở trước mắt, tiên khí lượn lờ, làm cho người ta có cảm giác tựa như ảo mộng, bước vào trong đó, lập tức cảm thấy linh khí bức người. Sao ta cảm thấy chỗ này có chút quái dị nhỉ? Bàn chân rơi trên mặt đất, Trương Huyền nhíu mày. Nơi này thoạt nhìn tiên khí lượn lờ, chẳng biết tại sao lại cho hắn một loại cảm giác cực kỳ quỷ dị. Quỷ dị, lần này Trương Sư nhất định là sai rồi. Cười ha ha, Ngô Sư đang muốn nói tiếp, chỉ cảm thấy mặt đất chấn động mạnh, thiên cung trước mắt nguyên bản tiên khí lượn lờ, trong chốc lát giống như biến thành tu la địa ngục, sát khí tập kích đến. Siêu siêu siêu, sát khí nồng đậm, tựa như mưa bão, ngay sau đó từng đạo kiếm quang như thiên võng, phong tỏa bốn phía nghiền ép qua. Không xong, là cạm bẫy trận pháp của dị linh tộc. Đồng tử của Ngô Sư co rụt lại, lên tiếng hét lớn. Chỉ có dị linh tộc mới có sát khí nồng đậm như thế, phóng ra sát chiêu muốn đưa bọn hắn vào chỗ chết. Bành 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 bành. Vừa dứt lời, ba chiến sư thực lực chỉ có tòng thánh đã bị kiếm quang quét trúng, nổ thành thịt nát ngay tại chỗ, ngay cả cánh tay của Phùng Huân cũng bị kiếm quang vạch phá, máu tươi chảy ra ồ ồ. Phòng ngự. Trận pháp biến hóa quá nhanh, để cho tất cả mọi người không kịp phản ứng, thấy có người tử vong, thậm chí bị thương, Hàn hội trưởng gào rú một tiếng. Vâng. Lúc này, mọi người đều biết mình rơi vào cạm bẫy, chân khí tuôn trào, lấy ra binh khí. Đinh 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 đinh. Bất kể nói như thế nào, tất cả mọi người là do danh sư cùng chiến sư tạo thành đội ngũ, dù mới đầu có chút không thích ứng, một khi kịp phản ứng, sẽ phát huy ra sức chiến đấu kinh người. Khí tức cuồn cuộn, kiếm quang phóng tới bị chắn ở bên ngoài, tiêu tán không còn. Có thể đuổi theo tới đây nhanh như vậy, các ngươi cũng không tệ, bất quá, nơi này chính là chỗ các ngươi táng thân rồi. Đúng lúc này, một thanh âm lạnh nhạt vang lên. Là Hồng Diệp Vương. Ngay sau đó bên tai Trương Huyền vang lên thanh âm hoảng sợ của Tử Diệp Vương. Chương 1971, Huyễn Sát Trận 1. Hồng Diệp Vương xếp hạng thứ 2. Đồng tử của Trương Huyền co rụt lại. Được chứng kiến Ngọc Diệp Vương, Thạch Diệp Vương cường đại, đối với vị cường giả bài danh cao hơn kia, một mực có lòng kiêng kỵ, chỉ là không nghĩ tới sẽ gặp gỡ ở dưới loại tình huống này. Người nào, giả thần giả quỷ, cút đi ra cho ta. Hai người truyền âm đối thoại. Đôi mắt ưng của Ngô Sư thì nhìn chung quanh, như xác nhận vị trí, nhướng mày, hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay mãnh liệt đâm ra ngoài. Dầm ào ào, kiếm khí rộng lớn, tựa như sao băng, xé rách không khí, bắn ra ngoài thẳng tắp, tiếp xúc vách tường phía trước, lập tức thiết cắt ra một lỗ thủng thật lớn. Thật mạnh, lần đầu tiên thấy Ngô Sư ra chiêu, Trương Huyền âm thầm gật đầu. Một đường đến đây, vị danh sư thất tinh thượng phẩm này, không phải bị thương chính là ẩn núp. Để cho hắn cảm thấy có chút hữu danh vô thực, thực lực không được tốt lắm, hiện tại toàn lực xuất thủ, mới biết đối phương đáng sợ. Tuy so ra kém Ngọc Diệp Vương ở thời kỳ toàn thịnh, nhưng so với Thạch Diệp Vương lại không yếu chút nào. Chính thức chiến đấu mà nói, ai sống ai chết còn không biết. Ầm ầm, đánh thủng vách tường, kiếm khí nổ tung, kiến trúc trước mắt lập tức sụp xuống, bụi mù lượn lờ, nào có nửa cái bóng người. Không có ai. Không nghĩ tới mình phán đoán sai,
Sắc mặt của Ngô Sư trầm xuống, vội vàng nhìn lại bốn phía. Ha ha, muốn động thủ với ta, ngươi còn non lắm. Thanh âm vang lên lần nữa. Dầm ào ào. Ngô Sư lại đâm ra. Lần này tốc độ nhanh hơn, trường kiếm hóa thành huyễn ảnh, lan tràn ra vài trăm thước, thẳng tắp đánh xuống, kiến trúc trước mắt như đậu hũ bị cắt, mắt thường có thể thấy được tách ra hai bên, mặt đất xuất hiện một lỗ hổng thật lớn. Bất quá, giống như vừa rồi, một bóng người cũng không có, dường như người mới vừa nói chuyện kia không hề tồn tại. Không cần uổng phí tâm cơ, coi như người phá hủy toàn bộ nơi này, cũng tìm không thấy ta, cố gắng hưởng thụ đi. Tựa hồ biết rõ cử động của hắn vô dụng, Hồng Diệp Vương cười nhạo. Dầm ào ào. Kèm theo lời của hắn kết thúc, kiến trúc lúc trước sụp đổ, vù vù thoáng cái, lần nữa khôi phục, giống như vừa rồi công kích, toàn bộ đều là giả dối. Cái này, sao có thể có chuyện đó? Đồng tử co rụt lại, tất cả mọi người đều không thể tin được. Vừa rồi một kiếm của Ngô Sư, khí tức cuồng bạo, lực lượng to lớn, lầu các trước mắt rõ ràng đã sụp đổ, làm sao sẽ trong nháy mắt khôi phục? Hơn nữa, giống như lúc vừa tiến vào, không có bất kỳ khác biệt. Chúng ta nhất định là lâm vào một đại trận lợi hại nào đó. Ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác, Ngô Sư nhịn không được nói. Mọi người gật đầu. Chẳng lẽ, là huyễn trận? Ô Thiên Khung nói. Tuy hắn cũng phụ tu trận pháp sư, nhưng tình cảnh trước mắt thật sự quá kỳ quái, coi như là hắn cũng không dám xác nhận. Đúng vậy, hẳn là, huyễn trận. Hàn hội trưởng nhẹ gật đầu. Nếu đoán không sai, chúng ta vừa tiến đến, liền lâm vào trong đó, nói cách khác. Trước mắt thấy đều là giả dối. Vô luận công kích như thế nào, đều không có bất kỳ tác dụng. Vô dụng. Thật giống như những kiến trúc này, vô luận sụp xuống hay dựng lên, đều là giả dối, không tìm ra bản chất cùng chân tướng, sẽ bị vây ở chỗ này vĩnh viễn, sinh hoạt ở trong hư giả, không cách nào đào thoát. Hàn hội trưởng siết chặt nắm đấm. Cái này, mọi người cứng ngắc. Nếu thật là huyễn trận mà nói, hết thảy trước mắt, cũng không khỏi quá chân thực đi. Đại bộ phận bọn hắn đều là danh sư, sở trường là phân biệt rõ thật giả, xem thấu bản chất, nhưng đến nơi này, lại không có phát hiện chút nào, đây rốt cuộc là trận pháp cấp bậc gì. Ảo cảnh chân thật như thế, hơn nữa có người chủ trì. Muốn chạy ra, hầu như không có khả năng. Cái này, Trương Huyền cũng biến sắc. Hắn vừa đến đã cảm thấy không bình thường, thế nhưng vẫn không có phát hiện, nơi đây dĩ nhiên là ảo cảnh. Tinh thần khẽ động, vô số hoa văn hiển hiện ở trong mắt, lầu gác trước mắt vẫn giống như lúc trước, không có chút biến hóa nào. Chẳng lẽ không phải ảo cảnh? Đây đều là thật. Nhìn không được sững sờ. Minh lý chi nhãn có thể xem thấu thật giả, hư ảo, nếu thật là ảo cảnh mà nói, có lẽ có thể đơn giản nhìn thấu, vì sao một chút biến hóa cũng không có. Không đúng, hẳn là trận pháp này cấp bậc quá cao, thực lực của ta quá thấp, minh lý chi nhãn còn không cách nào xem thấu. Rất nhanh hắn liền hiểu được. Tuy minh lý chi nhãn rất cường đại, đáng tiếc thực lực của hắn quá thấp, vượt qua quá nhiều liền vô dụng. Thật giống như có danh sư bát tinh ngụy trang đứng ở trước mặt hắn, nếu như đối phương không muốn để hắn nhìn ra, hắn cũng nhìn không ra cái gì. Huyễn trận trước mắt này, rõ ràng cũng là như vậy. Đoán chừng giống như lôi đình chi hải, ít nhất là một đại trận cấp 8. Trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Cũng chỉ có loại đại trận cấp bậc này, mới có thể để cho tất cả mọi người lâm vào, lại không có một chút phát hiện. Thiếu sót, biết rõ đẳng cấp của trận pháp quá cao. Trương Huyền tản đi minh lý chi nhãn, nhìn quanh một vòng, trong lòng thấp giọng hô. Minh lý chi nhãn nhìn không ra trận pháp cao cấp như thế, nhưng thiên đạo thư viện không thành vấn đề. Vù vù. Một quyển sách xuất hiện. Chương 1972, huyễn sát trận 2. Vội vàng mở ra. Cửa thứ 172, một phần của đại trận, có 8 thiếu sót, thứ nhất. Sau khi xem xong, sắc mặt của Trương Huyền khó coi. Thư viện không chịu giới hạn cấp bậc của trận pháp, nhưng mà trận pháp này quá lớn, bọn hắn lâm vào trong đó, nhìn bằng mắt thường chỉ là một phần. Thật giống như trên thư tịch biểu hiện chính là cửa thứ 172, cũng cho thấy, phía trước ít nhất còn có 171 cửa giống nhau. Thậm chí nhiều hơn. Nhiều đại môn như vậy, là sinh môn vẫn còn tốt, nếu là tử môn, tùy tiện đi vào, chết cũng không biết chết như thế nào. Lúc trước gặp phải trận pháp, đều là một chỉnh thể. Rút dây động rừng, mà cái này, thì do vô số trận pháp nhỏ tạo thành, bị nhốt ở đâu, ở đó vận chuyển,
coi như thư viện lợi hại, cũng không cách nào biết được tình huống chỉnh thể. Hiểu được tất cả, nắm đấm không khỏi siết chặt. Trước kia gặp phải trận pháp, chỉ cần vận chuyển, liền động cả thân, mà cái đại trận này, chia làm không biết bao nhiêu cửa, coi như thư viện cường đại, nhưng chỉ cần không ly khai, liền không cách nào xem thấu bản chất, tìm được lộ tuyến thích hợp nhất. Nói cách khác, thư viện không có khả năng để cho hắn giống như trước, trong nháy mắt tìm được thiếu sót, đơn giản rời đi. Rầm rầm. Hắn suy nghĩ những cái này, trong đầu lóe lên tức thì, đang không biết làm sao cho phải, chợt nghe đến cách đó không xa, lần nữa phát ra tiếng gió kêu, vô số kiếm khí bổ tới. Như hơn vạn binh sĩ bắn mưa tên, bốn phương tám hướng, rậm rạp chằng chịt, không có bỏ sót, hơi không cẩn thận sẽ bị bắn thành gai nhím. Mọi người cẩn thận, đây không phải chỉ là huyễn trận, mà là huyễn sát trận. Hàn hội trưởng la lên. Huyễn trận chỉ có thể khiến người ta mê huyễn, không cách nào tìm được phương hướng đào tẩu, đối với sinh mệnh, là không có nguy hiểm quá lớn, mà huyễn sát trận, là sát trận cùng huyễn trận dung hợp, khiến người ta phân không rõ thì thôi, còn sẽ có các loại công kích, gây chuyện không tốt sẽ chết ở trong đó. Huyễn sát trận. Sắc mặt mọi người đều thay đổi, từng cái vận chuyển chân khí, chuẩn bị nghênh đón chiến đấu. Trương Huyền cũng đang muốn động thủ, chợt nghe Phùng Huân ở một bên thét dài. Chiến sư đường, Huyền Vũ kiếm trận. Vâng. Chiến sư đường còn thừa lại 9 người, đồng thời đi về phía trước, ngăn ở bốn phía, trường kiếm trong tay đồng loạt xuất thủ. Rầm rầm. Kiếm trận thi triển ra, tạo thành một khiên tròn, tựa như mai rùa. Đinh 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 đinh. Kiếm quang rơi vào phía trên, như mưa rơi trường đình, tuy phát ra thanh âm rung động kịch liệt, nhưng không cách nào đánh thủng. Phòng ngự thật mạnh. Thấy một màn như vậy, ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Tuy thực lực của những chiến sư này không tính quá mạnh mẽ, nhưng phối hợp lại hết sức ăn ý, Huyền Vũ kiếm trận này ngăn trở kiếm quang, không có một tia sơ sẩy, coi như là hắn cũng làm không được. Dầm ào ào. Kiếm quang phát ra một lớp, liền ngừng lại. Rất nhiều chiến sư thu hồi binh khí, từng cái cảnh giác nhìn về bốn phía. Loại công kích này, không có khả năng một mực tiến hành, có lẽ ẩn chứa quy luật nào đó. Hàn hội trưởng nói, bất luận trận pháp gì, đều khó có khả năng một mực công kích, thật như vậy mà nói, cần năng lượng là không cách nào cung cấp. Phần phật, tiếng nói kết thúc, lại có kiếm khí bắn tới, các chiến sư kết thành trận pháp, tiếp tục chắn ở bên ngoài. Nhìn một màn này ở trong mắt, Ngô sư nhíu mày, ngẩng đầu nhìn bốn phía, thanh âm sáng sủa vang lên. Người hồi nãy, không phải ngươi rất mạnh sao? Có dám cùng ta quang minh chính đại chiến một trận không? Hiện tại bọn hắn một mực ở vào trạng thái bị động địch tối ta sáng, nếu như có thể để đối phương đi ra, mặc kệ có thể chém giết hay không, đều an toàn hơn rất nhiều. Quang minh chính đại, ha ha, ngươi có thể đi ra rồi nói sau. Đối phương căn bản không mắc mưu, lần nữa cười cười. Vù vù, không khí siết chặt, lại có vô số công kích kéo tới, lần này không còn là kiếm quang, mà là đao khí. Đao to búa lớn, chấn cánh tay người run lên. Bất quá, các chiến sư hình thành kiếm trận rất mạnh, vẫn có thể chắn ở bên ngoài. Đao mang liên tục công kích 3 lượt thì ngừng lại, sau đó tiếng đàn ung dung vang lên, quanh quẩn bên tai, xâm nhập linh hồn. Là, ma âm công kích. Sắc mặt mọi người thay đổi. Lúc trước ở vô cương giới, bọn hắn bị ma âm công kích, thiếu chút nữa dẫn đến toàn quân bị diệt, nơi đây càng thêm nguy hiểm, một khi lại đến, gây chuyện không tốt thực sẽ chết ở chỗ này. Làm sao bây giờ? Phát hiện đóng kín 6 giác quan cũng giống như lúc trước, căn bản ngăn không được thanh âm, tất cả mọi người đều khẩn trương, từng cái khuôn mặt trắng bệch. Nói thật, loại tình huống này, ma âm công kích so với vật lý công kích càng thêm hữu hiệu. A, ta không chịu nổi. Đột nhiên, một vị chiến sư hí dài, chạy về phía trước, trường kiếm trong tay chém loạn, như lâm vào điên cuồng. Hồ thần! Chứng kiến hắn lao ra, Phùng Huân vội vàng hô lên, đang định kéo về, lại nghe được tiếng gió vang lên. Rầm rầm! Vô số kiếm quang bắn tới, hồ thần đứng ở trước mọi người còn không kịp phản ứng đã bị đâm thủng, thi thể trùng trùng điệp điệp ngã xuống đất. Phốc! Phốc! Huyền Vũ kiếm trận thiếu một người, trở nên có lỗ thủng, lập tức có hai vị chiến sư bị thương. Bị đâm thủng đùi, máu tươi chảy ra. Chư vị lui về phía sau. Ngô sư la lên một tiếng, vội đi về phía trước, kiếm trong tay bổ xuống, kiếm quang chung quanh ở dưới một kiếm này phá diệt toàn bộ, sau đó mới nhìn thoáng qua mọi người nói. Nắm chặt thời gian bôi thuốc, cứu người quan trọng hơn.
Vâng. Phùng Huân vội vàng gật đầu, sốt ruột băng bó cho thuộc hạ bị thương. Chương 1973, ngươi là Thiên Diệp Vương Thượng. 1. Bên này vừa băng bó kỹ, mà âm lần nữa vang lên, lần này tiếng đàn mang theo mị hoặc, khiến người ta kìm lòng không được lâm vào trong đó, tư duy cũng không bị mình khống chế. Nguy rồi, là mê âm. Trương Huyền biến sắc. Ma âm giống như trận pháp, cũng chia làm rất nhiều loại, mê âm, huyền âm, trầm âm, náo âm. Tuy mê âm chỉ là một phân loại, nhưng là tồn tại đáng sợ nhất, chỉ cần đắm chìm trong đó, cường giả cũng trầm mê, không cách nào tự kiềm chế. Cùng sư ngôn thiên thụ có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, một khi say mê, hoàn toàn có thể làm ra cử động không theo mình khống chế, thậm chí tự sát. Năm đó có một người tự xưng cầm ma, dùng ma âm tàn sát một thành, dẫn đến loại chức nghiệp này có xưng hô là ma. Trương Huyền thân là ma âm sư thất tinh, biết rõ nó đáng sợ, trước mắt cái này, mang theo triền miên chi ý, từ trong đáy lòng sinh ra, rất dễ dàng khiến người ta mê huyễn, chờ sau khi say mê thi triển sát chiêu công kích, gây chuyện không tốt bọn hắn sẽ toàn quân bị diệt. Không kịp giải thích, cổ tay khẽ đảo, một ngọc cầm xuất hiện ở trước mặt, vận chuyển chân khí. Năm ngón tay mãnh liệt búng ra. Đông đông đông. Như hoàng trung đại lữ, lại giống như sấm sét vang lên, thanh âm hùng hồn nổ tung ở bên tai mọi người. Tình huống trước mắt của mọi người không giống như ở vô cương giới, lúc ấy không có lưu tâm tiếng gió, đợi thời điểm phát hiện, đã xâm nhập cốt tủy, lấy thực lực của hắn dùng âm phá âm, căn bản là làm không được, cưỡng ép đi làm mà nói, gây chuyện không tốt sẽ để cho tất cả mọi người trọng thương đến chết. Hiện tại vừa mới trúng chiêu, xử lý sẽ đơn giản hơn không ít. Quả nhiên, bị thanh âm chấn động, tất cả mọi người đều kìm lòng không được lắc lư hai cái, miệng mũi phun ra máu tươi, tuy bị thương, nhưng đã thanh tỉnh lại. Tiếp tục ở chỗ này mà nói, tất cả mọi người sẽ chết, đi theo ta. Hét lớn một tiếng, Trương Huyền tìm một phương hướng đi thẳng về phía trước. Tuy không biết 172 cửa này là có ý gì, nhưng mà tiếp tục đợi ở chỗ này, thương thế của mọi người sẽ chỉ càng ngày càng nặng. Gây chuyện không tốt sẽ giống như vị chiến sư lúc trước, khống chế không nổi, trực tiếp nổi điên, cuối cùng bị kiếm quang hỗn loạn chém giết. Đại môn khác coi như nguy hiểm, tình huống xấu nhất cũng chỉ như vậy, trước chạy đi lại nói. Mọi người cũng ý thức được điểm ấy, theo sát ở sau lưng Trương Huyền, đám người Ngô sư, Hàn hội trưởng tay cầm trường kiếm, cảnh giác nhìn xem bốn phía, một khi còn có công kích xuất hiện, sẽ lập tức phản kích. Tuy bọn hắn chỉ có hai người, nhưng đều là thánh vực tứ trọng. Lĩnh ngộ lực lượng nguyên thần, hoàn toàn có thể ngăn kiếm quang ở bên ngoài. Đinh 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 đinh. Đi về phía trước một lát, kiếm quang lần nữa kéo tới, hai đại cao thủ đồng thời ngăn cản, mọi người trốn ở trong đó, tiến lên rất nhanh. Đi qua hai hành lang rộng lớn, liếc nhìn chung quanh, Trương Huyền nhăn mày, thân thể đột nhiên nhoáng một cái, đụng tới một mặt vách tường. Mọi người đang không hiểu, liền chứng kiến vách tường sụp xuống, một tiểu viện rộng rãi xuất hiện ở trước mắt. Vừa rồi kiếm quang vô cùng hung mãnh, giống như bị xác định giới hạn, mọi người vừa tiến vào tiểu viện, lập tức đình chỉ công kích, như lúc trước căn bản không tồn tại qua. Công kích biến mất, tiếng đàn cũng không thấy rồi. Chúng ta trốn ra được rồi sao? Hai danh sư ở sau lưng đám người Ô Thiên Khung nhìn không được mở miệng. Không có, hiện tại vẫn ở trong trận pháp, chỉ bất quá đại trận này, bị ngăn thành vô số tiểu trận, chúng ta chỉ là từ trong cái này chay vào cái khác. Trương Huyền lắc đầu. Đại trận đạt tới cấp 8, một cái đáng sợ hơn một cái. Nếu có thể chạy ra đơn giản như thế, cũng không đến mức để cho hắn thúc thủ vô sách rồi. Huống chi bên ngoài trận pháp, còn có một Hồng Diệp Vương đang nhìn chằm chằm. Nghe rõ giải thích, mọi người siết chặt nắm đấm. Còn tưởng rằng đã chạy ra nguy hiểm, hiện tại xem ra, nguy hiểm như trước tồn tại. Mọi người không cần khẩn trương, ít nhất trước mắt chúng ta đã an toàn. Thấy sắc mặt mọi người khó coi, Trương Huyền cười cười, không nói thêm lời, nhìn qua bốn phía. Cái tiểu viện này so với vừa rồi thì rộng lớn hơn một ít, đông, tây, nam, bắc có tất cả một đại môn. Vừa rồi tiến đến vách tường bị đụng nát, lúc này đã khôi phục như lúc ban đầu, cùng địa phương khác hoàn mỹ hòa làm một thể, không cẩn thận quan sát sẽ tìm không ra. Chúng ta đi như thế nào? Chỗ vừa rồi nhất định là không thể trở về, nếu không lại sẽ lâm vào nguy hiểm. Bốn cái đại môn nên lựa chọn như thế nào? Trương sư, mọi người đồng loạt nhìn tới. Đã trải qua nhiều lần nguy cơ, đều là vị trước mắt này hóa giải, tất cả mọi người đối với hắn đã sinh ra tin cậy.
Ta cũng không rõ lắm. Trương Huyền lắc đầu. Hiện tại trận pháp không có khởi động, Thiên Đạo Thư Viện không cách nào hình thành thư tịch đối ứng, hắn tự nhiên không biết thiếu sót ở nơi nào. Các ngươi chờ ở chỗ này, ta tùy tiện vào thử xem. Chần chừ một chút, Trương Huyền nói. Hiện tại quan trọng nhất là lại để cho trận pháp vận chuyển, mới có thể tìm ra thiếu sót, một mực ở nơi đây ngồi chờ tới, khẳng định không có bất kỳ tác dụng. Được. Mọi người gật gật đầu. Trương Huyền hít sâu một hơi, chọn một phương hướng, đang định đi qua, liền chứng kiến đại môn trước mắt, két một tiếng từ từ mở ra. Phần phật. Đại môn vừa mở ra, một đạo phong nhận tập kích đến mọi người, không khí bốn phía giống như trang giấy bị cắt thành hai nửa. Chương 1974, ngươi là Thiên Diệp Vương Thượng. 2. Nhanh nằm xuống. Ngô sư biến sắc, vội vàng hét lớn. Một cái phong nhận mà thôi, xem ta chém. Một vị trưởng lão của Vân Hư Học Viện lơ đễnh, nhẹ nhàng cười cười, lòng bàn tay nhiều ra một cây búa to, mãnh liệt bổ tới. Dầm ào ào. Lực lượng của cự phủ cực kỳ to lớn, vừa tiếp xúc phong nhận, không có tạo thành chút trở ngại, bị thiết cắt thành hai đoạn, vị trưởng lão kia còn không có kịp phản ứng, bàn tay cùng thân thể đã bị cắt thành hai nửa. Cái gì? Mọi người không khỏi chảy ra mồ hôi lạnh. Nhất là Ô Thiên Khung, thiếu chút nữa ngất đi. Vị trưởng lão này sử dụng binh khí, người khác không biết, nhưng hắn biết rất rõ ràng, ở trong linh khí tuyệt phẩm cũng được cho đỉnh phong. Binh khí lợi hại như thế, ở trước mặt phong nhận thậm chí ngay cả nửa cái hô hấp cũng không thể chịu đựng. Không khỏi quá kinh khủng đi. Ngay cả không gian cũng bị cắt ra. Hàn hội trưởng khẽ quát một tiếng, không dám do dự nữa, vội vàng nằm dạp trên mặt đất. Phong nhận thiết cắt, tuy thoạt nhìn cùng bình thường không có gì khác nhau, nhưng thần thức không cách nào xuyên thấu. Nói cách khác, phía trên cùng phía dưới của phong nhận, đã là hai cái không gian. Vù vù. Mọi người nằm xuống, phong nhận lướt qua đỉnh đầu, làm cho người ta có cảm giác lông tơ dựng đứng, toàn thân Trương Huyền cứng ngắc, động cũng không dám động. Dù nhục thể của hắn đạt đến thánh khí, nhưng đối mặt phong nhận quỷ dị như thế, chỉ sợ vẫn không chịu nổi một kích, nên cẩn thận cho thỏa đáng. Két. Phong nhận xẹt qua trên đầu, mọi người vừa nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy tránh thoát nguy hiểm, chợt nghe đại môn ở sau lưng lần nữa mở ra, ngay sau đó một đạo phong nhận chém xéo quét tới. Nguy rồi. Một đạo phong nhận khiến cho bọn hắn thiếu chút nữa chết ngất, hai đạo đồng thời tới, còn ngăn cản thế nào? Bất quá, sự tình còn chưa kết thúc, hai cái đại môn còn lại cũng mở ra, lại có hai đạo phong nhận từ góc độ khác nhau bắn tới, phong tỏa địa phương đám đông có thể tránh né. Không được, tiếp tục như vậy, sớm muộn gì sẽ bị giết chết. Ngô sư nhìn không được mở miệng. Tuy bọn hắn phân tán ra, vẫn có thể tránh được phong nhận công kích, nhưng kèm theo số lượng càng ngày càng nhiều, uy lực càng lúc càng lớn, sớm muộn gì cũng sẽ bị chém giết. Nói cách khác, tiểu viện trước mắt này, so với trước còn muốn đáng sợ hơn. Đi bên này. Rõ ràng nguy cơ, Trương Huyền vội vàng tìm được thiếu sót, hô một tiếng, dẫn đầu phóng ra. Mọi người theo sát phía sau. Không lâu sau, đi vào một tiểu viện khác. Cái tiểu viện này, cũng có trận pháp quỷ dị, bất quá không phải phong nhận, mà là cạm bẫy, thật vất vả mới chạy trốn được, giống như vừa rồi, một vị danh sư trưởng lão vĩnh viễn lưu lại. Một đường đi về phía trước, lại xông qua hai tiểu viện, lần nữa tổn thất hai người, mọi người đứng ở trước một tiểu viện không lớn, tranh thủ thời gian cơ quan còn chưa phát động, không ngừng thở hổn hển, từng cái khuôn mặt trắng bệch. Từ khi đi vào thiên cung đến bây giờ, không có bao lâu, lại liên tiếp chết bốn vị chiến sư, bốn vị trưởng lão. So với tất cả cửa khẩu lúc trước cộng lại cũng không bằng, mọi người nhìn không được trầm mặc. Tiếp tục như vậy mà nói, nhất định là tiểu trận pháp vô cùng vô tận, chúng ta không cẩn thận đều sẽ chết ở chỗ này. Hàn hội trưởng nhìn không được nói. Mọi người gật đầu. Hắn nói không sai, trước mắt vô số tiểu trận pháp tầng tầng lớp lớp, căn bản không biết đầu cuối ở đâu, tiếp tục đi tới, sẽ chỉ càng ngày càng nguy hiểm, một cửa chết một hai cái, bọn hắn tổng cộng chỉ 20 mấy người, qua không được mấy cửa, đoán chừng đều sẽ bàn giao ở đây rồi. Vậy làm sao bây giờ? Tất cả mọi người đều nhìn qua. Trận pháp càng lợi hại, cũng phải có người chủ trì mới được, nếu không sẽ như nước không nguồn, cây không dễ. Hiện tại sở dĩ chúng ta bị động như vậy, là vì dĩ linh tộc kia đang chủ trì trận pháp, nếu như có thể tìm được đối phương, đánh chết, trận pháp sẽ tự động phá giải. Hàn hội trưởng nói, không ai chủ trì trận pháp, tựa như vô cương giới, Hắc Yên Trần Sa lúc trước, tuy nguy hiểm,
nhưng chỉ cần tìm đúng phương pháp, có thể nhẹ nhõm rời đi. Mà cái trước mắt này, mỗi một tiểu viện đều có trận pháp quỷ dị, không có mục tiêu lao vào mà nói, chẳng khác nào không ngừng rơi vào cạm bẫy, vĩnh viễn không có khả năng chạy ra. Hàn hội trưởng nói không sai, biện pháp tốt nhất là chém giết Hồng Diệp Vương. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Bây giờ bọn hắn đang ở ngoài sáng, đối phương ở trong tối, rất rõ ràng nhìn ra tung tích của bọn hắn, khởi động trận pháp, một mực bị động như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bị giết sạch. Hồng Diệp Vương. Mọi người nhìn qua. Ân, người kia là một trong Thanh Điền Thập Đại Vương giả, xếp hạng thứ hai Hồng Diệp Vương, so với Ngọc Diệp Vương, Thạch Diệp Vương càng thêm đáng sợ. Trương Huyền giải thích nói. Thanh Điền nhất mạch ta xem qua thư tịch tương quan, là một chi nhánh của dị linh tộc, trong đó Thập Đại Vương giả, lấy Thiên, Hồng, Ngọc, Thạch, Hỏa Thượng Ngũ Vương vi tôn. Nếu như vây khốn chúng ta là Hồng Diệp Vương, chỉ sợ rất khó chạy ra. Hơn nữa coi như chính diện gặp gỡ, đoán chừng cũng không phải là đối thủ. Da mặt của Ngô Sư co rút. Thân là danh sư của Thanh Nguyên danh sư đường, đối với dị linh tộc trong phạm vi quản hạt biết rất rõ ràng, Thanh Điền Thập Đại Vương giả, từng cái đều đáng sợ đến cực điểm, đều không phải thế hệ dễ dàng. Rất có tự mình biết mình nha. Hắc hắc. Ngô Sư vừa dứt lời, chợt nghe thanh âm lúc trước vang lên lần nữa. Chương 1975, ngươi là Thiên Diệp Vương hạ. 1. Hồng Diệp Vương. Ánh mắt của Trương Huyền nheo lại. Đúng vậy, là ta. Có thể từ trong thanh âm của ta, nhận ra ta là ai. Hai tên ngu xuẩn Ngọc Diệp Vương, Thạch Diệp Vương, hẳn là bị ngươi giết a. Tiếng cười lạnh vang lên, Trương Huyền ngẫu nhiên cảm thấy thân thể siết chặt, giống như bị độc xà nhìn chằm chằm, toàn thân cứng ngắc. Là nguyên thần áp bách. Trên đầu ứa ra mồ hôi lạnh, Trương Huyền biết rõ đối phương vận dụng nguyên thần áp bách, mặc dù chỉ một tia, nhưng lại để cho hắn không sinh ra bất luận ý niệm phản kháng gì. Đúng vậy, là ta giết, chẳng lẽ ngươi muốn báo thù thay bọn hắn? Vận chuyển thiên đạo chân khí, lúc này mới cảm giác nhẹ nhõm hơn một tí, Trương Huyền nghiến răng nhìn bốn phía. Không biết đối phương che giấu ở địa phương nào, coi như là minh lý chi nhãn cũng nhìn không ra tung tích. Báo thù, bị một tòng thánh giết chết, nói rõ bọn hắn không xứng làm vương giả, chết chưa hết tội. Hồng Diệp Vương cười lạnh. Dị linh tộc chỉ thuần phục hoàng giả, trời sinh tính bội bạc, coi như là đồng bạn chết rồi, cũng không quan tâm. Ngươi có thể giết chết bọn hắn, để cho bọn hắn ngay cả thời gian đưa tin cũng không có, cũng coi như là một nhân vật, như vậy đi, ta cũng không vội giết ngươi, cùng ngươi chơi một trò chơi, như thế nào? Hồng Diệp Vương tiếp tục cười nói. Chơi trò chơi. Trương Huyền sững sờ. Những người khác cũng kỳ quái. Đúng vậy, quy tắc của trò chơi rất đơn giản, không phải các ngươi muốn chạy ra chỗ này sao? Ta tổng cộng có 5 đầu mối, chỉ cần đạt được toàn bộ, có thể nhẹ nhõm chạy ra trận pháp, nhìn thấy chân thân của ta. Hồng Diệp Vương nói. 5 đầu mối, chỉ sợ không có lấy được dễ dàng như vậy a. Trương Huyền nhíu mày. Thông minh, ta thích nói chuyện với người thông minh. Hồng Diệp Vương cười cười. Muốn lấy được manh mối rất đơn giản, giết chết một vị danh sư, ta cho ngươi một cái, lại giết chết hai danh sư, ta cho ngươi đầu mối thứ hai, lại giết chết ba danh sư, cho ngươi cái thứ ba. Dùng cái này suy ra, nói cách khác, chỉ cần ngươi giết chết 15 vị danh sư, có thể đạt được manh mối hoàn chỉnh, chạy ra nơi này. Giết chết danh sư. Trương Huyền siết chặt nắm đấm. Bọn hắn tổng cộng 30 người, giờ phút này đã chết 8 cái. Còn dư lại chỉ có 22 người, giết chết 15 người. Hầu như sẽ không còn lại bao nhiêu. Thật ác độc. Để bản thân tự giết lẫn nhau, sau đó ngư ông đắc lợi, tuy còn chưa nhìn thấy bản thân, lại biết rõ vị Hồng Diệp Vương này quỷ dị, tà ác, so với đám người Ngọc Diệp Vương cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Đúng vậy, ngươi là người thông minh, nên biết lựa chọn như thế nào, không giết, ngươi không có cơ hội nhìn thấy ta, sẽ bị trận pháp giết chết, mà động thủ giết người mà nói. Ít nhất còn có thể nhìn thấy ta, có lẽ có thể báo thù cho bọn hắn. Hồng Diệp Vương nói tiếp. Hèn hạ. Tất cả mọi người đều tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Xông từng cửa, sẽ giống như đối phương nói, sớm muộn gì cũng bị giết chết, thậm chí ngay cả cơ hội thấy Hồng Diệp Vương cũng không có, chỉ có đạt được manh mối, mới có thể lao ra, cùng hắn dốc sức liều mạng. Hắn đang chu tâm, thật muốn làm như vậy, cùng dị linh tộc có gì khác nhau? Còn có tư cách gì gọi danh sư? Ngô Sư nghiến răng. Bây giờ đối phương là ăn chắc bọn hắn. Hai con đường chỉ có thể lựa chọn một loại. À, đúng rồi,
người không giết bọn hắn cũng được, dù sao trong nhóm người các ngươi, mặc kệ ai động thủ, chỉ cần có thể chết 15 người, ta cũng sẽ lấy ra manh mối. Hồng Diệp Vương tiếp tục cười cười. Mau mau quyết định đi, cho các ngươi một canh giờ cân nhắc. Hắc hắc, hy vọng lần đầu tiên chúng ta hợp tác, có thể vui vẻ. Thanh âm chói tai bén nhọn, dần dần biến mất, giống như gia hỏa này không có nhìn trộm. Hẳn là đã rời đi. Thần thức lan tràn, Ngô Sư quay đầu nhìn qua. Làm sao bây giờ? Ô Thiên Khung mở miệng. Những người khác đều kìm lòng không được nhìn về phía Trương Huyền cách đó không xa. Một mực xông qua, khẳng định không được, chẳng lẽ thực như đối phương nói, tự giết lẫn nhau. Đây nhất định là quỷ kế của Hồng Diệp Vương, mục đích đúng là để cho chúng ta tự giết lẫn nhau. Mọi người không được mắc lừa. Trương Huyền nhìn quanh một vòng. Đúng vậy, một khi chúng kế, tự giết lẫn nhau, coi như sống sót, cũng sẽ trở thành tâm ma, bị đối phương lợi dụng. Mộc Sư cũng nhẹ gật đầu. Nói thật, cơ hội chúng ta có thể đi ra xác thực không lớn, chỉ cần có thể giết Hồng Diệp Vương này báo thù cho đám người Phong trưởng lão, cho dù chết cũng không coi vào đâu. Ngắt lời của hắn, Ô Thiên Khung nói. Đúng vậy, chúng ta chết không có gì đáng tiếc, nhưng nếu như bị nhốt, bị trận pháp giết, liền không đáng giá. Ngũ Nhiên cũng nói. Ý kiến của ta giống những người khác, chúng ta có thể chết, Trương Sư cùng Ngô Sư không thể chết được, chỉ cần các ngươi còn, thì có cơ hội giết chết Hồng Diệp Vương, chạy ra nơi đây. Phùng Huân cũng gật đầu. Những người khác cũng tỏ vẻ đồng ý. Ý tứ của bọn họ rất đơn giản, cùng lắm thì chết 15 cái. Chỉ cần có thể giữ lại thực lực, cũng tốt hơn ở lại chỗ này. Ý nghĩ của các ngươi ta biết rõ, nhưng mà, các ngươi có thể bảo chứng Hồng Diệp Vương nói lời giữ lời, nhất định có thể cho manh mối. Hơn nữa coi như biết rõ manh mối, sẽ nhất định có thể chạy ra. Thấy mọi người như vậy, Trương Huyền lắc đầu. Bọn hắn đại công vô tư, thậm chí không tiếc hy sinh mình, nhưng như vậy vô dụng. Không nói trước dị linh tộc vô cùng xảo trá, coi như thật cho bọn hắn manh mối. Thậm chí mở ra trận pháp, nhưng danh sư chính là danh sư, có nguyên tắc làm việc, không có khả năng bởi vì mình, mà hy sinh những người khác. Nếu không, cùng dị linh tộc có gì khác nhau? Vậy làm sao bây giờ? Mọi người cũng biết đạo lý này, chỉ là tận mắt thấy nhiều bằng hữu tử vong như vậy, lại bị đối phương đùa bỡn, thật sự nhìn không được, mới toát ra loại ý tưởng này. Giờ phút này nghe được Trương Huyền phân tích, từng cái nhìn qua, hy vọng hắn có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Ta cũng không biết. Trương Huyền cười khổ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1975.